Dạ em ơi, bà xã em lấy nhau được 9 năm, tại vì bà xã em bị bệnh là vợ bà xã em là không có con ạ. À, dạ. Rồi 9 năm rồi, sao chia tay vậy Bình? Trước là em đi làm ăn xa. Dạ, ở nhà thì đại khái vợ em có một chút gì đó. Vợ em tự chủ động có những viết đơn ly hôn, em chấp nhận em ký luôn. Dạ. Em lấy chồng được 1 năm. Dạ. Và ly hôn, hiện tại em có một bé trai 12 tuổi. Chị ly hôn lâu chưa? Dạ em ly hôn lâu rồi, mười mấy năm rồi. Em chỉ nhõng nhẽo trong lúc có hai người thôi. Có mà người khác em không có nhõng nhẽo. Dạ, nhưng mà em nhõng nhẽo hơn nhiều đó, anh có chịu được cái tính của em không? Nhõng nhẽo dữ lắm á, chứ không phải nhõng nhẽo ít đâu nha. Không sao cả. Được hả? Không sao cả, mà em thấy anh không có tự tin gì cả. Thì mong muốn của anh á, dù cái hay trai chị hai là đủ. Vậy là anh muốn có hai đứa con hả? Ừ. Nếu như mà anh muốn mấy đứa thì em sẽ sanh cho anh mấy đứa. Không, anh. Lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Em tên là Tạ Kim Hạnh, em năm nay 42 tuổi. À. Em sinh ra và lớn lên ở Đồng Tháp. Hiện tại em sống và làm việc ở Bình Dương. Anh làm gì Hạnh? Dạ, em làm công nhân ở Bình Dương ạ. Ở Bình Dương là mình ở trọ hả chị? Mình ở cùng với ai không? Hay ở một mình? Dạ, em ở một mình chị Ngọc Lan. Một mình? Dạ. Rồi, mời nhà trai. Dạ, thực hiện em xin chào anh Quyền Linh. Rồi, em chào chị Ngọc Lan. Em chào tất cả quý vị khán giả. Và đặc biệt chào bạn gái bên cạnh. Em xin giới thiệu là em tên là Phùng Thái Bình, sinh năm 1977. Quê em là ở Quảng Trị. Hiện nay em sinh sống và làm ăn ở tại Lâm Đồng ạ. Mình làm gì ạ? Dạ, em hiện nay là kinh doanh ăn sáng và dạ, em chăn nuôi heo ạ. Chăn nuôi heo được mấy con? Nói chung ít thôi, đại khái cũng có. À, Bình bán đồ ăn sáng hả? Dạ. Bình bán gì? Bán phở. Bán tại đâu? Dạ, tại nhà luôn ạ. Nhà của mình luôn hả? Dạ, đúng ạ. À, mình ở huyện nào? Dạ, Đà Tẻ. À, Đà Tẻ. Dạ, đúng. Tức là Đà Tẻ xong rồi lên tới Maragui đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi mình ở Đà Tẻ với ai? Dạ, em ở mình ạ. Hai người đều ở một mình hết. Chút xíu về, có khi hai mình về luôn. Nhà gái chia sẻ về ưu điểm và khuyết điểm của mình nha. Ưu điểm của em là kỹ tính, biết chăm lo cho gia đình và biết nấu ăn. Khuyết điểm của em là ít nói và hơi chậm. Từ tốn đó. Nhà trai, ưu điểm là gì? Dạ, về ưu điểm của em thì chịu khó làm ăn. Vậy là giỏi chứ. Dạ. Bây giờ mình nói về đường tình duyên của mình chút xíu đi, Bình. Dạ, thì em ly hôn năm nay cũng được một năm rồi. Dạ, em và bà xã em lấy nhau được 9 năm. Tại vì bà xã em bị bệnh là vợ bà xã em là không có con ạ. À, dạ. Rồi 9 năm rồi, sao chia tay vậy Bình? Trước là em đi làm ăn xa. Dạ, ở nhà thì đại khái vợ em có một chút gì đó. Vợ em tự chủ động có những viết đơn ly hôn, em chấp nhận em ký cho luôn. Dạ. Rồi coi gì vợ có chút gì đó rồi vợ chủ động viết đơn ly hôn luôn. Dạ. Duyên nợ nó hơi không còn ha. Nữa. Rồi chúng ta chia sẻ một chút xíu về đường tình duyên của mình đi nhà gái. Em lấy chồng được 1 năm. Dạ. Và ly hôn, hiện tại em có một bé trai 12 tuổi. Chị ly hôn lâu chưa? Dạ em ly hôn lâu rồi, mười mấy năm rồi ạ. Em với chồng em lấy nhau mấy năm? Dạ em với ông xã em lấy nhau được 1 năm. 1 năm à? Dạ. Có 1 năm. Mới có 1 năm sao ly hôn vậy chị? Ly hôn luôn. Dạ. Trời ơi, mười mấy năm nay ở vậy nuôi con. Rồi bây giờ bạn ấy ở với ai chị? Dạ hiện tại thì bé ở với em. Với em chị. Trời ơi, xinh đẹp thế này không lẽ không có người theo em, chắc có nhiều người theo em lắm luôn á. Chắc tại duyên chưa tới anh. Nợ duyên chưa tới hả? Dạ. Trời ơi, mười mấy năm nay rồi mà. Em vẫn ế đó anh. Không ế đâu em, tại em khó thôi chứ. Em gật đầu nhiều thằng theo lắm á. Vậy hả anh? Dạ. Con của em là trai hay gái? Dạ con của em là trai anh. Con trai hả? Dạ. À, giờ thí dụ mình chưa có con, giờ bên kia người ta có đứa con trai lo được không? Dạ, cái đối với em thì bản thân thì em không ngại đâu. Nhưng quan trọng là hai đứa là có thương nhau thôi. Chứ là còn mà con cái mà bạn gái bên có được con thì em cũng không ngại cái vấn đề đó. Bây giờ anh hỏi hơi nhạy cảm chút xíu. Ví dụ như giờ hai người chịu nhau nè. Dạ. Rồi tìm hiểu được nè, hai người đến với nhau nè. Xong rồi cô ấy dẫn con về Lâm Đồng ở với em bán phở bún hủ tiếu này kia. Em có lo được cho hai mẹ con không? Đủ không? Dạ em cũng chấp nhận ạ. Chấp nhận luôn đúng không? Dạ. Lo nổi không? Hả? Không có phản đối mà. Nổi. Chúng ta nói về những chuyện mới đi. Mấy những chuyện cũ chúng ta khép lại ha. Bây giờ chị là mong muốn có một người đàn ông đồng hành cùng với mình. Dạ. Như thế nào? Em muốn có một người đàn ông đồng hành với em khoảng đời còn lại, là người đó biết lo làm ăn, biết thương vợ thương con, biết chăm lo cho gia đình. Còn về ngoại hình thì sao chị? Ngoại hình thì không có quan trọng lắm. Nói chung là người thì trung bình là được, không có đòi hỏi nhiều. Trời ơi, sao mà... Dễ vậy đó hả? Dễ vậy đó. Dạ. À. Mà mười mấy năm à. Chào em, chào chị ạ. Dạ, em chào anh. Dạ. Bây giờ, thí dụ như chị không lên trên Lâm Đồng với anh, thì giờ anh xuống dưới Bình Dương với chị được không?
Và cái đó thì em chịu rồi, tại vì em còn cơ sở em mà vườn tược đồ hết rồi, rồi heo gà rồi cái gì mà ở trên đó hết rồi. Dạ, em chị. Vậy là phải lên trên kia hen. Dạ. Ở trên đó vườn tược trồng gì vậy anh? Dạ em trồng sầu riêng ạ. Nhiều không? Tầm mấy xào thôi chứ không được gì. Mấy xào sầu riêng. Dạ. Rồi nuôi heo rồi bán phở, hủ tiếu, bún này kia giỏi vậy. Dạ, mình em làm hết ạ. Đất đai đồ của mình hết hả anh? Dạ. Nhà cửa đất đai của mình dạ, hết hả? Dạ em có nhà riêng hết rồi đó. Dạ trời giỏi quá trời luôn. Giờ chỉ thiếu vợ thôi. Dạ đúng. Bây giờ anh mong muốn có một người vợ như thế nào nè? Dạ là em mong muốn người vợ là coi như là người nhất là người phụ nữ của gia đình, hai nữa là người phụ nữ đó đừng có bê bối lụm thuộm á, đừng có càm ràm, có từng đó thôi, đơn giản thôi. Cô kia bên kia giỏi đó, người ta mười mấy năm ở vậy nuôi con rồi đó. Dạ mình đi với ai vậy anh? Dạ đúng là đi với cả ba em, mà tại vì là mờ ba em mất mà có như ba em mới ra ngày hôm qua, đúng cả ba với cả ông chú rồi đó. À, rồi không sao, có chú Quyền Linh. Dạ. Nhà gái ơi. Dạ. Mình đi với ai? Dạ em đi với năm bạn đồng nghiệp. Năm bạn đồng nghiệp. Dạ. Rồi dạ em chào nhà gái. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Em là Tinh Hiền, em là đồng nghiệp với chị Hạnh. À, mình làm cùng công ty với chị Hạnh luôn hả chị? Dạ em làm chung với chị Hạnh luôn. Chị thấy nhà trai như thế nào ạ? Dạ hiện tại thì em thấy nhà trai thì cũng nhiệt tình, thấy cũng dễ thương, nhìn mặt thấy cũng hiền. Nhưng mà không biết sao để có hiền hay không, em không biết nha. Dạ em thì nói chung hiền hả chị ạ? À vậy hả? À, nhưng mà hiền nhưng mà cũng có cái nét hơi khó tính chút xíu nha. Cái về sau này thì hai anh chị thì sẽ tìm hiểu nhau, chứ hiện tại bây giờ em nhìn thì em không có nói được. Dạ. Nhưng mà em nói với anh vậy, chị của em thì cũng rất là hiền luôn. Nói chung là chị của em thì rất là nhỏ nhẹ, người phụ nữ của gia đình đó. Chị em thì anh Phi hơi chiều cho em tí nha, tại chị em giống như là nhũng nhẽo xíu à, như vậy đó. Nhẽo cỡ nào chị? Cũng chảy ra luôn á. Trời ơi anh ơi, tắm heo xong chưa anh ơi? Tắm heo xong rồi vô tắm cho em nè. Được không anh? Vậy được không anh? Dạ được. Được luôn á, hứa nha. Đừng nói tắm heo xong rồi vô tắm cho bả đó. Dạ dạ. Hứa là làm đó nha. Nhõng nhẽo là vậy không? Cỡ vậy không em? Dạ, cỡ đó đó anh ơi. Đó đó. Quá trời quá đất rồi. Nói, gái nhõng nhẽo vui lắm á. Dễ thương chứ. Thật ra đó là một trong những cái tính cách mà nhiều người đàn ông thích lắm á. Nũng nịu rồi kia đó. Dạ anh ơi, chị của em á thì tướng cũng bự bự giống như em vậy nè. Anh á thì em thấy hơi ốm á nha. Nên là vậy phải dỗ béo xíu nữa nó mới hạt với chị em. Thấy hơi nhỏ nha. Ờ, thật với chị đây, một mình em tự lo từ A đến Z hết rồi. Từ đi chợ, buôn bán, đừng nấu, đừng dọn dẹp, tự chăn nuôi, tự trồng trọt, là một mình em hết đấy. Mà không có người nào phụ á, có người bảo đảm sao không sẽ mập lên. Trời ơi, heo không nuôi còn mập được nữa chi ổng. Không có lo, mày mốt mập quá rồi chê người ta nữa. Vậy được chưa nhà gái? Dạ ok ạ. Dạ. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta mở rào. Đâu chút mở rào ra chị nhõng nhẽo một cái cho ảnh coi ảnh có chịu được không? Không, em không chịu, không chịu em đâu. Em chỉ nhõng nhẽo lúc hai người thôi. Rồi đó Bình. Chắc em không nhõng nhẽo đâu. Bắt đầu đi Bình. Aqua Selin, lăn nách không mùi từ châu Âu. Giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Dạ, em chào anh. Chào em ạ. Lần đầu tiên thì gặp em có một quà nhỏ nhỏ tặng em ạ. Dạ, em cảm ơn anh. Đấy là một cái ví tiền thì em mong sao đó. Nhưng để cho mình có duyên còn đỡ với nhau á. Đừng để bao giờ cái ví nó hết tiền á. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh để làm kỷ niệm ạ. Em gửi tặng anh món quà để làm kỷ niệm. Dạ. Rồi bây giờ mình ngồi đối diện nhau nói chuyện đi. Mình cảm nhận về nhau sao nè, nãy giờ nói chuyện rồi đó. Lần đầu tiên em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ, em nghĩ là chắc anh cũng hiền. Cũng giống như mọi người em thích. Thì nói chung còn anh thì cũng nhìn em cũng xin cũng được. Nghe em quan điểm như về tình yêu như thế nào ạ? Em thì quan điểm về tình yêu luôn luôn thương yêu và chung thủy, quan tâm và biết chia sẻ. Quan điểm của anh cũng giống em vậy ạ. Dạ. Hiện tại là anh buôn bán đồ ăn sáng ha anh? Đúng rồi. Bán ở đâu vậy anh? Có dịp bán tại gia đình luôn á. Đà Tẻ. Đà Tẻ. Đà Tẻ là đường đi Đà Lạt đó em. À, tức là em lên để gần tới đèo Bảo Lộc á. Dạ. Cách đèo Bảo Lộc khoảng vài coi em buôn bán số. Coi như nhà là buôn bán tại nhà luôn đó. Bán tại nhà hả? Vậy thu nhập có ổn không anh? Thì nói chung cũng được. Một mình thì coi như chỉ có là làm ít thôi, giờ cũng làm một mình làm không nổi. Tức là nói chung tương đối là ổn định đó.
Là nhà mình mặt tiền đường luôn anh hả? Dạ đúng rồi ạ. Rộng không anh? Dạ, nhà thì cũng được, cũng rộng rãi hết. Ví dụ giờ anh bán phở hủ tiếu bên kia, bán đồ quần áo mỹ phẩm bên kia được không? Cái đó cũng được, cái đó thì quá tốt. À. Dạ. Hiện tại thì em đi làm và ở nhà thì em bán thêm đồ phụ nữ nữa. Ví dụ như em đi làm thì em nghỉ vào ngày thứ bảy chủ nhật, một tuần em làm 5 ngày. Em được nghỉ 2 ngày trong tuần. Thì những ngày đó với lại em bán buổi tối và bán 2 ngày nghỉ trong tuần. Thì đó, đây có mặt bằng sẵn nè. Sáng bán hủ tiếu, bún phở, chiều bán đồ phụ nữ. Giờ hai anh chị hẹn hò như thế nào nè? Người Bình Dương, người Đà Tẻ. Xin hỏi em ở Bình Dương ở khúc nào ạ? Em ở Mỹ Phước 3, gần khu du lịch Đại Nam. Thí dụ như anh một công việc thì em đã biết rồi. Một mình anh là quán xá heo gà tùm lum á. Vậy một tháng anh có thể gặp em được mấy lần? Một tháng là 1 đến 2 lần đúng không ạ? Dạ được. Theo em có ít hay không? Thì nói chung mà cũng phải tùy thuộc vào công việc. Hay thôi cuối tuần nghỉ thứ bảy chủ nhật giọt lên trên ổng. Em nghỉ nhiều mà. Bán trên đó cũng được. Dạ. Tại vì một tuần em được nghỉ 2 ngày, là 2 ngày đó em có thể dành cho bạn trai mình được rồi đó. À, đó. Cứ lên phụ bán bún này kia xong cái em lụm con heo đem về. Một tuần mình lên phụ phụ cái mình đem cái gì về anh á. Lần sau lên cái lụm con gà đem về. Em lụm sạch chuồng cái ông về với em luôn. Rồi cái mới mốt em sợ anh trốn em quá. Không trốn đâu. Quá đơn giản. Làm gì để nói gì nổi với Bình hả? Bây giờ là Bình bước tới với Hạnh chút xíu coi. Đó. Nắm tay nè. Nắm hai tay. Có đến gần nói cho nó rõ hơn nè. Em chỉ nhõng nhẽo trong lúc có hai người thôi. Có mà người khác em không có nhõng nhẽo. Dạ. Nhưng mà em nhõng nhẽo hơn nhiều đó. Anh có chịu được cái tính của em không? Nhõng nhẽo dữ lắm á, chứ không phải nhõng nhẽo ít đâu nha. Không sao cả. Được ha. Không sao cả mà em thấy anh không có tự tin gì cả. Tôi hôm nay đến đây á là một có duyên rồi. Rồi sau chương trình này á thì bây giờ tuổi anh cũng lớn, em cũng vậy, và mình cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu. Dạ. Và để mà đi đến hôn nhân. Mà theo em thì bao lâu nữa mình thể đi đến được hôn nhân được ạ? À, cái tuổi của em thì cũng lớn rồi, cho nên là em không có quan trọng cái thời gian. Nếu như càng sớm thì càng tốt. Nhưng mà quan trọng là mình đủ hiểu nhau và đủ thương yêu nhau, tin tưởng nhau thì mình đến với nhau. Chứ còn không có quan trọng là thời gian bao lâu hết. Tại vì không còn trẻ nữa, già rồi. Anh vậy đó. Giờ quan trọng nhất là Bình chưa có con á. Đó. Rồi sao hai anh chị bàn về vấn đề con đúng cái rồi, thì đẻ cho ông bữa anh đi. Như thế nào, mong muốn của chị như thì, thế nào? Thì mong muốn của anh á, dù cái hay trai chị hai là đủ. Vậy là anh muốn có hai đứa con hả? Ừ. Nếu như mà anh muốn mấy đứa thì em sẽ sanh cho anh mấy đứa. Không, anh gì con? Trời ơi. Anh yêu cầu chỉ có hai thôi. Quan trọng là mình kinh tế mình nuôi được là được hả? Còn kinh tế con đông thì vui, em rất là yêu trẻ con. Rồi, thôi về ghế ngồi đi. Dạ. Để tay nút bấm đi Bình. Mời anh chị để tay vào nút bấm. Bình. Dạ. Nhắm bỏ mấy heo lo cho bà nổi không? Em dạ, là nhõng nhẽo mà. Em mà thương yêu nhau thật lòng thì được hả? À, nhõng nhẽo lắm luôn á. Anh ơi, dạ. Em mà nhõng nhẽo là anh khỏi làm việc luôn á. Ờ. Kêu hoài luôn á. Không có vấn đề gì hết. Rồi, bây giờ anh chị sẽ đưa ra quyết định của riêng mình. Chấp nhận hay không chấp nhận, nếu chúng ta cảm giác đây đúng là người chúng ta có thể nắm tay đi suốt đoạn đường còn lại trong cuộc đời này thì bấm ngay cái nút đó. Còn nếu như mà cảm giác không được thì không cần bấm, chúng ta phải sống thật lòng mình nha. Khi bấm thì phải có trách nhiệm với nút bấm của mình. Chuẩn bị 1, 2, 3. Hết thời gian. Chị không bấm hả? Anh gái không bấm. Em có thể nói một chút lý do Hạnh? Dạ, em cảm thấy chưa rung động con tim. Mình không bấm thì coi như mình là bạn bè, coi như có thêm một người bạn cũng tốt. Đúng rồi. Dạ. Thật ra Bình thế nào, Bình rất là hiền, nhưng mà Bình thiếu cái quyết liệt, thiếu cái mạnh mẽ của một người đàn ông đó. Cái này đó thật ra mình luyện, mình mua bán mình có thể nói mạnh mẽ lên chút xíu, mình quyết liệt chút xíu để mình chinh phục một ai đó đó Bình. À, mình về mình tập thôi chứ không gì chứ á. Buôn bán mình tập, mình cười tươi lên rồi mình nói năng cho nó mạnh dạn chứ. Nhiều khi đàn ông nói nhỏ nghe gì phụ nữ người ta cũng khó chịu lắm hả Bình ha. Tại vì em người nói chung lên đây lần đầu tiên một cái từ từ sự mất bình tĩnh. Đúng rồi, hơi mất bình tĩnh đúng không? Đó cái cơ hội mà để trôi qua. Dù sao giờ về lấy số điện thoại rồi cua nè, được đúng không? Rồi. Về lấy số điện thoại lâu lâu gửi gà rồi xuống. Thôi nói chứ mình sẽ làm bạn đi nha.
và biết đâu điều gì tới nó sẽ tới. Chúc hai em sẽ gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Chúc cho cái con đường tình duyên chúng ta sẽ sớm gặp may mắn để gặp người để cùng mình đi suốt cuộc đời. Rồi, cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Xin được cảm ơn nhãn hàng Aquacilin lăn khử mùi không mùi đến từ châu Âu, thuộc dược phẩm Vinza đã tài trợ cho chương trình. Nhãn hàng Aquacilin xin tặng mỗi bạn một năm sử dụng Aquacilin lăn nách không mùi đến từ châu Âu. Aquacilin lăn nách dược mỹ phẩm đến từ châu Âu, giúp khử mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày, cùng đặc tính không mùi, không cồn, không thâm nách, không ố vàng nách áo, thích hợp sử dụng cho tất cả tình trạng hôi nách, mồ hôi nách từ nhẹ đến nặng hoặc không có vấn đề vùng nách vẫn có thể dùng. Còn đây là phần quà đến từ nhãn hàng sữa Đà Lạt Miêu, di sản từ cao nguyên. Sữa Đà Lạt Miêu được làm hoàn toàn từ sữa tươi, không chất bảo quản, không sử dụng nguyên liệu tổng hợp, mang đến hương vị thơm ngon và cung cấp nguồn dưỡng chất tự nhiên thiết yếu cho sức khỏe cả gia đình. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau, nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Sweet Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Chúc hai bạn gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống này. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Cái đó là hình mẫu lý tưởng, còn bây giờ nó rớt hết thì giờ rớt. Rớt. Vậy con lấy gì? Đó là cái bạn nữ tôn trọng em là được. Dạ. Đứng lên coi cho tôi kiểm tra, đứng lên. Tóc xoăn, dai ngang, mông không có, eo nhỏ, đùi lép, mày đặc, cao hơn chị. Chào bạn. Dạ, chào mọi người, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn. Không cần nha, lãng tử nghệ sĩ nha. Dạ. Bạn tên gì? Dạ, em tên là Khánh Phương, em sinh năm 89, là kỹ sư điện. Tiếp xúc với điện nhiều lắm mà. Dạ, cỡ nào em cũng chơi được anh. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra, xin mời bạn. Em tên là Kim Phụng, em cũng sinh năm 89. À, Phụng đang làm công việc gì? Em làm giáo viên dạy tiếng Anh đó chị. Rồi, dạ. À, bây giờ mình đừng có rung, sao nói rung vậy, ngồi bình thường. Bây giờ chị đẹp quá em rung. Cảm ơn em. Bạn gặp cái gì vậy? Em thích vẽ tranh, cho nên em mang tranh lên. À, tranh bạn vẽ hả? Dạ, em vẽ. Kỹ sư điện là làm việc cụ thể là gì? Dạ, kỹ sư điện đi sửa ống nước anh. Ủa là sao kỳ vậy? Dạ, làm tất ăn tật từ anh với anh. Em là làm cho ban quản lý cao ốc, quản lý về tất cả những thứ từ anh với từ trên xuống dưới, từ dưới xuống trên. Tức là điện nước rồi này kia. Dạ, điện nước, dạ, đúng không? Hệ thống đồ này kia luôn anh. À, dạ, dạ. Đi xách cái đàn chi, hát hay lắm hả? Dạ không, em cũng chơi được chút chút, cũng muốn tặng cho mọi người với lại anh chị. Rồi, mình làm bản lấy cảm tình bên kia đi ha. Rồi, sẵn em gửi cho bạn nữ bên kia cái bài là Gọi Tên Em nha. Gọi tên em giữa nỗi nhớ ước ao, giữa biên vắng khát khao, tiếng gió thét gào con sóng. Tìm tên em dưới cát trắng mênh mông, biết sông cuốn xô không, xin còn lời trông ngóng. Gọi tên em khi ban mai nắng lên, khi sương rơi giữa đêm, gọi mãi những khi hoàng hôn. Và con sông cứ khát khao vô bờ, để biết chút mong chờ, biết nhớ gọi thầm tên em. Gọi tên em dẫu dốc cuốn sóng xô, dẫu dốc cát nhấp nhô, xin mưa em đêm qua phố. Rồi, Phụng cảm giác như thế nào về người bạn trai ngồi bên kia sau khi nghe giọng hát của ảnh, tiếng đàn của ảnh? Dạ thấy cũng dễ thương. Dễ thương. Không biết thương được không thì em không biết. Mình có sở trường gì không? Sở trường lớn nhất của em là em biết tự là mình vui, không cần phải đợi người khác làm cho mình vui, cũng tự biết là mình hạnh phúc. Khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm thì nhiều lắm chị ơi. Em không có giỏi nấu ăn. Nhưng mà em vẽ tranh á, em thường thích vẽ tranh loại thể loại gì em? Dạ em thích
vẽ tranh phong cảnh với lại tranh khỏa thân. Hả? Chút xíu cho coi tranh khỏa thân nữ anh ơi. Nhưng tại sao thích vẽ tranh khỏa thân nữ? Vì em cảm thấy cái cơ thể người phụ nữ nó rất là hấp dẫn. Người nam cũng hấp dẫn vậy? Em chưa thấy người nam nào hấp dẫn hết. Tới giờ em có bạn người bạn trai nào chưa? Bạn trai có rồi nhưng mà người yêu thì chưa. Có hôn bao giờ chưa? Dạ có. Thế em có chịu sống thử không? Nếu mà nói em không thích đó là không thích những cái người mà đánh giá phẩm hạnh của người phụ nữ qua cái chữ trinh tiết đó. Đó là cái quyết định của họ, không có cái gì để mà đánh giá hết. Bạn nam? Dạ. Em có chịu sống thử không? Dạ em nam mà chị, em là buông hai tay ai muốn làm gì làm. Ý em muốn người phụ nữ thế nào? Em có một cái lít luôn anh, hơi bị dài á. Rồi em nói luôn. Dạ, bạn gái là mông lớn, vai nhỏ, thon, tay nhỏ, eo thon, ngực vừa. Cái gì? Cao 1m6, nặng 40 đến 50kg. Tại sao là mông lớn? Nhìn nó rất là quyến rũ với là rất là sexy. Dạ chào chị. Nè bạn gái em nè. Được không? Mông lớn, ngực vừa. Ngực vừa. Đó bạn gái em y chang vậy đó, chịu không? Dạ chịu. Trời cỡ này là chịu rồi đó chị. Okay. Giờ biết sao lý do em ế rồi. Cái đó là hình mẫu lý tưởng, còn bây giờ nó rớt hết thì rớt. Vậy còn lại gì? Đó là cái bạn nữ tôn trọng em là được. Dạ. Thôi đứng lên coi, giờ tôi kiểm tra là đứng lên. Tóc xoăn, vai ngang, mông không có, eo nhỏ, đùi lép, bệt đặc. Cao hơn chị. Chị em thật là chị em lại đó chứ. Em thích bạn trai làm sao? Em thấy bạn trai đừng có đòi hỏi nhiều quá. Đúng rồi, mình đòi hỏi dữ lắm. Nói chung là tôn trọng em, cái chuyện bề ngoài là cái ấn tượng đầu tiên thôi. Còn cái cuối cùng mà giữ được mình hay không là cái cách cư xử. Mà đó nó chê chị đây, em thấy sao? Ảnh mà chê chị hả? Chê rồi đó. Rồi vậy thôi em không hẹn hò với ảnh đâu. Đó, vậy là hiểu kết quả rồi gì? Mình chị em mình phải bên nhau. Đúng rồi, mình phải bên nhau chứ. Dễ cái hình bây giờ ủng hộ ngắm hoài luôn. Hình bên kia vẽ chứ không phải ông này vẽ đâu nha. Bên này coi thôi. Để anh xem cái người vẽ hình này thế nào. À chào bạn. Em tự vẽ em hả? Dạ không, em tự vẽ theo cái trí tưởng tượng thôi. Sao không tưởng tượng cảm nhận vẽ nam thử coi sao? Toàn ra cái gì không à. Nếu bây giờ mà hai người gặp nhau mà hợp với nhau thì em định sẽ như thế nào? Có thể là quen từ giờ cho đến 4 năm sau thì em có thể em cưới được. Bản thân em á là em nghĩ như thế này là con trai á thì phải kiếm đủ tiền để mà tự bản thân mình nuôi lấy gia đình mình. Cho nên là em muốn là cái đám cưới của em á là thực sự là em phải bỏ bằng tiền của em. Đó là một suy nghĩ cũng chính chắn. Phụng không thích cái gì, điểm gì ở người bạn trai của mình? Trước hết là một người gia trưởng là em không thích. Bên kia có vẻ gia trưởng á. Em nặng lắm á chị. Gia trưởng hả? Dạ chắc rồi. Rồi thấy không phù hợp rồi. Hôm nay bạn đến đây bạn đi với ai? Bạn của em. À chào em. Em cảm nhận cái anh ngồi bên kia như thế nào? Chào chị Tường và anh Linh. Hồi nãy lúc mà anh cầm đàn ra thì em nghĩ là chắc là bạn em sẽ thích anh. Nhưng mà khi mà anh nói về mẫu người lý tưởng á thì em nghĩ chắc cũng bớt cỡ 20% rồi đó. Em nghĩ hẹn hò thì chắc là được. Có người thân không? Em có em trai. Rồi xin mời em trai. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ. Chào bạn. Chào bạn. Hơn ai hết thì em hiểu anh Phương ở chỗ là anh đang nói dòm. Bản thân em thì em việc ok. Bấm nút phải không? Nếu dạ, em là em bấm nút đúng không? Sẽ bấm nút. Nhưng mà anh em nói có gia trưởng quá. Có đấy nhưng mà anh đang cố gắng sửa điều đấy. Sửa được không? Dạ được. Thì thời buổi hiện đại rồi. Không? Dạ. Nam nữ bình đẳng rồi. Dạ. Đâu có gì mà phải gia trưởng đâu, mỗi người có quyền quyết định riêng của họ. Rồi bây giờ mình cho hai người gặp nhau đi anh ơi. 2 phút bắt đầu. Chào chị. Chào bạn. Hi. Nhìn đó nói chuyện đi, nhìn chị chi. Bối rối quá. Bạn thấy mình sao? Nãy lúc mà bạn hát á thì mình thấy cũng dễ thương. Mà giờ bạn có muốn nhận xét lại chị Cát Tường không? Chị tôi lùn đó nhớ không? Dạ không, chị là đúng chứ cái form của em nghĩ á. Chị Cát Tường đẹp như vậy mà bạn còn chê nữa, tôi không biết sao tôi sánh được với bạn luôn. Đó, thấy chưa? Bạn ấy đùa cho vui thôi chứ làm sao chê Cát Tường được. Dạ. Anh thấy Cát Tường đẹp mà đúng không? Dạ đúng vậy. Thì thật sự là mình cũng có những cái lý tưởng của riêng mình. Còn cái việc mình có gặp bạn, mình có ấy đâu này kia hay không á thì cái đó lại là cái chuyện khác. Rồi vậy giờ nhận xét về bạn gái mình, khi kéo màn lên là cảm giác của mình thấy sao? Hơi bất ngờ một chút. Khi mà ở bên bức màn bên kia thì em nghĩ là nó hơi có một cái chút gì đó nó khác. Em nghĩ nó giống bức hình này. Tưởng bạn ấy khá giống cái bạn này trong này.
Rồi bây giờ thì... cuối cùng là sao? Dạ có hai kiểu bất ngờ chị. Em bất ngờ, một cái kiểu là bất ngờ thú vị và một cái kiểu bất ngờ không thú vị. Thì bạn là một bất ngờ thú vị. À, nếu như mà trong trường hợp mà bạn với mình á, mà quen nhau á, bản thân mình á, mà đi làm không ở có một cái chỗ cố định á, nếu như trong trường hợp đó thì bạn nghĩ sao, bạn có theo mình không? Quen là quen sao? Quen là đến với nhau rồi đó. Trời. Đến là đến tới cỡ nào? Nếu mà quen như kiểu bạn bè á, thì cái chuyện đó đâu có thành vấn đề. Không, ở mình đang nói với bạn là ở mức hơn vậy. Hơn vậy là tới cỡ nào nữa? Nói quịch tẹt cái đi. Là nghĩ đến cái chuyện là chuẩn bị cưới rồi đó. Thôi cái chuyện đó xa quá, mình bỏ đi ha. Rồi ok. Nói trước là ở ngoài đời mình không đẹp được vậy đâu. Không, cái chuyện đẹp hay không là phải đợi mình đánh giá. Cái chuyện mà đẹp hay không đẹp á là theo kiểu mà mường tượng lắm. Chứ không phải là giống như là cái kiểu mà bạn nhìn vô là người này kêu là không đẹp hay không đẹp. Mình nhìn bạn mình kêu đẹp nhưng mà nhiều người khác người ta nhìn á người ta kêu không đẹp. Nó lại khác. Em tôi thấy tôi với bạn mà hẹn hò chắc cãi nhau cả buổi luôn á. Còn những cái bạn mà ngang tuổi mình á thì đôi lúc á mình nói chuyện á thì cũng có nhiều cái vấn đề mà nó cần phải giải quyết và cần phải nói nữa. Mấy người nhỏ không có gì để giải quyết hả? Đúng rồi, hoặc là lớn hơn thì họ nuôi mình được. Còn cái gì? Nuôi bạn á hả? Nuôi bạn gì con? Lớn hơn mình 1 năm thì tất nhiên họ sẽ có những cái kinh nghiệm cuộc sống của họ. Họ sinh ra trước mình 1 năm mà thì tất nhiên là họ sẽ có những cái chiều sâu hơn mình. Mình cảm thấy cái chuyện tuổi tác với cái chuyện kinh nghiệm sống không liên quan gì với nhau. Có rất là nhiều. Thật sự thì cái mục đích của bạn hôm nay đến đây á là để bạn tìm vợ hay là tìm bạn gái hay là tìm bạn? Thật sự là mình nghĩ á, vợ với bạn gái là giống nhau. Tôi thấy không được rồi đó. Vợ với bạn gái giống nhau hả bạn? Vậy sau này bạn có vợ rồi bạn ra đường mà không có bạn gái nữa hả? Đúng rồi. Không, ý bạn cơ là bạn gái là gài tôi phải không? Quá. Trời ơi. Theo như mình nghĩ bạn gái là người yêu. Còn mà theo như bạn nghĩ bạn gái chỉ là bạn gái là bạn chơi không thường thì nó khác. Hết thời gian. Có thể là cuộc tranh luận này nó cũng còn rất là dài. Mỗi người một quan điểm. Đây nút. Chúng ta có thể hẹn hò với nhau để tranh luận tiếp. Tức quá phải hẹn hò rồi gặp nhau thằng cãi lộn. Suy nghĩ kỹ nha. 2. Đây là bấm nút để chọn người yêu, chọn vợ, chọn chồng. Suy nghĩ kỹ. 1. Hết thời gian. Lý do sao bạn không bấm nút? Dạ tại em thấy bạn nó không bấm nên chắc bạn nó không muốn cãi nhau tiếp nên thôi em cũng bấm. Là sao em biết bạn nó không bấm? Bạn nó bấm mà. Ủa có hả chị? Bạn nữ không có bấm nút chọn mình, bạn cảm giác như thế nào? Hơi buồn chút nhưng mà em nói theo mình nghĩ nha. Thì thật sự là nếu như mà cái cuộc tranh luận á mà... Cãi nữa hả? Dạ, các cuộc tranh luận mà diễn ra thì thật sự em nghĩ nó mới bền đó chị. Có tranh luận nó mới có bền. Nếu giả tỷ bây giờ cho bạn cơ hội ngồi vô bấm lại, bạn bấm hay là không bấm? Em với bạn nó chắc không có duyên. Em là họ Viên Ngọc hết ạ. Chị là Viên Ngọc Mai Thảo ạ. Em là Viên Ngọc Bích Hồng. Em trai là Viên Ngọc Tân ạ. Em tên là Nguyễn Bình Thạnh. Em đến từ Cần Thơ. Năm nay thì em 29 tuổi. Hiện tại thì em đang công tác làm việc ở Cà Mau. Và công việc của em là trình duyệt viên. Em mời bạn gái. Dạ, xin chào hai MC và toàn thể khán giả. Em tên là Viên Ngọc Bích Hồng. Năm nay em 27 tuổi. Em sinh ra ở Vũng Tàu và hiện đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Nghề nghiệp của em là gia công bản vẽ kiến trúc ạ. Mời bạn nữ cho tôi biết những cái điểm yếu và điểm mạnh của bạn. Điểm mạnh của em là em rất là thích chơi thể thao như là bơi lội và điền kinh. Em biết nấu ăn và làm được rất nhiều loại bánh ạ. Điểm yếu của em là em ít khi nào thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt nhiều. Tại sao cái đó là mình có quyền lựa chọn là mình có thể hiện hay không thể hiện mà? Và tại sao Bích Hồng là lựa chọn là mình không muốn thể hiện cảm xúc? Hay là tại cái cơ mặt nó như vậy hay là mình không thể hiện? Chắc là do cái cơ mặt của em nó như vậy. Do cơ mặt thôi chứ ai mà không thể hiện. Bởi vì tình cảm nó thể hiện gương mặt. Đôi khi cái cơ mặt nó vậy rồi thì không thể hiện. Nhưng cái điều này đúng là một cái nhược điểm rất là lớn. Dạ. Đôi khi ta tiếp xúc một người nào đó, tôi nói câu chuyện nào đó mà nó không có thay đổi về cảm xúc á, gây cho người đối diện mất đi một chút cảm tình nào đó. Anh Linh, em là một trường hợp điển hình. Em không biết tại sao cái mặt em lúc nào cũng bị quy định là quạo quọ, khó chịu. Mà không phải, giống như mình đang nghĩ cái gì đi. Mình suy nghĩ, mình ngồi mình chăm chú mà người nói mặt mình khó chịu. Hoặc là mặt mình thái độ mà không phải. Dạ, đôi khi đó là cái cơ mặt của mình mà một cái điều đó là đúng một cái rồi. Điều rồi, rồi, bạn Nam. Bây giờ tới bạn Nam nè. Mình trình bày ưu điểm, khuyết điểm của mình nè. Về ưu điểm của em thì em là người sống tự lập.
trung thực thẳng thắn, đặc biệt em cũng biết nấu ăn luôn. Về điểm yếu của em thì em có một chút hơi nóng tính, em cũng dễ tin người anh. À, bên đàn gái cho em tôi biết một chút xíu về tình trường đi. Em đã trải qua một mối tình ạ, đó là mối tình ở thời cấp 3. Còn bạn mấy mối tình? Về em thì em cũng trải qua hai mối tình, đều là mối tình thời sinh viên á. Thôi bây giờ em muốn tìm người yêu thế nào em nói cho Nam Thư biết đi, để dạ, xem có giống như bạn bên kia không. Dạ, em chào chị Nam Thư ạ. Thì cơ bản em muốn một bạn này hiểu biết và có suy nghĩ chín chắn. Ví dụ mẫu hình nào em tưởng tượng ra cái người phụ nữ đó? Mẫu hình giống mẹ của em theo kiểu phụ nữ truyền thống à. Mẹ em là người phụ nữ sống vì gia đình rất là nhiều. Cái đó là quan điểm ở đây. Dạ. Còn bên đàn gái, em bên muốn đàn gái, mẫu hình lý tưởng của em thế nào? Mẫu hình lý tưởng của em là bạn trai đó, cao trên 1m7, có thân hình cân đối, có nụ cười tỏa nắng một chút cũng được. Cười tỏa nắng là cười sao mới tỏa nắng? Có bức hình coi chị thấy giống không à? À, là tức là mình sẽ đem hình này ra so đúng không? À, cái này là em tự vẽ ra. Em tự vẽ theo cảm nhận của em, tưởng tượng của em. Dạ. À đây. Chào em gái. Dạ chào anh ạ. À. Rồi, đâu đưa coi nụ cười tỏa nắng nụ cười thế nào. Đây. Coi giống không nha mọi người. Trời ơi. Có tỏa nắng không anh? Hả? Sao nụ cười này cũng không thấy tỏa nắng. Cười tỏa nắng là sao? Cười vậy tỏa nắng không? Anh nói là cười nhát ma đó anh, chứ phải tỏa nắng. Khó quá nha. Anh không biết giống hay không, anh giữ làm kỷ niệm đi. Này giống cho luôn, hứa mình đạt quá vậy. Cho luôn rồi. Nhà gái của em có tên rất là đặc biệt, Viên Ngọc Bích Hồng. Ủa họ Viên là họ sao em? Dạ ba em họ Viên nên em họ Viên rồi. À. Anh Linh hỏi một câu. Ủa mà nhà mình có làm gì liên quan tới đá quý không? Nghe nó nghe họ hàng. Em sinh ra trong gia đình đá quý luôn ạ. Trời. Thiệt hả? Vậy đó hả? Ba chị em đều họ Viên Ngọc hết ạ. Chị là Viên Ngọc Mai Thảo ạ. Em là Viên Ngọc Bích Hồng. Em trai là Viên Ngọc Tân ạ. Tìm một người đàn ông nãy giờ em tả thì em thấy rằng bên đây cũng đáp ứng được hơi nhiều đó. Em không thích đàn ông ở điều gì? Một người đàn ông hút thuốc, nhậu quá nhiều. Với lại keo kiệt cũng xỉn đó. Có không em? Hút thuốc em không hút thuốc. Keo kiệt em không keo kiệt. Nhậu thì em có nhậu nhưng mà không nhậu quá nhiều. Anh có nhậu rượu không mà? Rượu anh nhậu được nhưng mà anh nhậu không được nhiều. Em uống rượu được hả? Dạ, uống rượu uống bia đều được. Trời ơi. Rượu em uống mấy can? Mấy ly thôi chứ không. Mấy ly à? Còn bia uống được mấy ly? 6-7 lon vậy. Ê cha, 6-7 lon là đô dữ đó. À, rồi còn bạn trai mình không thích phụ nữ như thế nào? Phụ nữ giống bà Tám á gì? Nhiều chuyện. Dạ dạ. Với coi thường người khác. Ờ. Em có bà Tám không cưng? Dạ em ít nói chị. Ờ. Bà Tám đôi không phải là bà nói nhiều là bà Tám. Nếu mà nói bao nhiêu bà Tám là em là bà Tám đó. Bà Tám ý nghĩa là lấy chuyện người này nói người kia, ra nhà kia nói chuyện người nọ. À là đâm bị thóc thọc bị gạo. Đó nó mới là bà Tám. Còn nói chuyện nhiều đâu phải bà Tám. Anh em mà bà Tám thì anh chắc cũng anh Tám. Anh là Tám rưỡi đó. Tám rưỡi luôn hả? Ừ. Em gái đi với ai? Dạ em đi với dì của em ạ. Xin cái chào MC Quyền Linh và cô Nam Thư. Dạ. Tôi là dì của Bích Hồng. Và sau khi mà nghe cháu trai bên đây nói chuyện thì thấy là tấm tình rất là được và vui tánh, dễ dạ, chịu không? Với lại cái công việc thì là so với gia đình Bích Hồng thì rất là hợp. Tại vì gia đình Bích Hồng là cũng như là làm trong cơ quan nhà nước không, cho nên là về cái công tác đó là rất là hợp, chứ không có phải mà nói gì. Cho nên là hai cháu là tạo điều kiện để mà tìm hiểu nhau và đi tới một cái điều đó xa xôi mà cho riêng gì cũng rất tán thành cái công việc của hai cháu. Rồi hay quá, vì ủng hộ ha, hỗ trợ hết sức mình. Bạn trai em đi với ai? Dạ, hôm nay em đến đây cùng với ba mẹ của em. Chào cô chú. Dạ, chào cô chú. Xin chào Quỳnh Linh và chào Nam Thư. Dạ. Chào khán giả. Cô là tánh tình của Thạnh nó nói rất là đúng. Nó là rất hiền và rất có hiếu thảo. Anh em trong nhà sống rất là hòa đồng. Còn cô thấy cháu, cô cũng thấy thương. Cái này là cũng như là nó đi làm thì cũng nhiều lắm rồi, mà nó như chưa tới duyên nợ của nó đó. Cô cũng đồng ý, thấy cháu cô cũng thương á. Dạ, cảm ơn. Dạ. Thôi. Cho hai trẻ gặp mặt đi. Xin mời mở rào. Không gian này là của hai bạn đó. Rồi, bắt đầu đi.
gửi tặng em. Dạ cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà gửi anh. Đây là những cái chiếc bánh mà em chính tay em tự làm ạ. Hy vọng là anh thích ạ. Biết đến anh sẽ ăn. Dạ cảm ơn. Anh nãy giờ anh ngồi bên đây thì anh cũng nghe em có chia sẻ một số thông tin về em. Dạ. Thì em nói em biết nấu ăn và biết làm bánh, anh rất là thích. Thì anh cảm nhận như là mình có một cái điểm như đó rất là chung em. Anh cũng biết nấu ăn nữa, anh cũng biết chăm sóc gia đình nữa. Bình thường khi mà anh làm việc thì anh tiếp xúc khách hàng, anh nói rất là nhiều. Nhưng mà khi về nhà anh lại ít nói. Không biết là nãy giờ em có cảm nhận về anh như thế nào? Lần đầu tiên thì em nghe anh giới thiệu tên đó là em đã thấy rất là ấn tượng ạ. Tại vì tên của anh giống tên của ba em ạ. Ba em tên cũng Thạnh luôn hả? Dạ tên Thạnh luôn ạ. Em cảm nhận anh rất là gần gũi, dễ thương rồi. Dạ. Về công việc của em thì em đi cũng khá là nhiều. Nếu được có thể thì một tháng anh sẽ lên thăm em 2 ngày. Em cũng thông cảm giùm anh. Nếu anh sắp xếp không được thì em sắp xếp em xuống Cà Mau cho thăm anh rồi. Trời ơi hay quá. Ghê, anh rất là hoan nghênh. Anh có thích đi du lịch không ạ? Anh rất thích đi du lịch. Anh cũng tính vừa hỏi em. Anh cũng có điều này muốn chia sẻ luôn. Thì từ nhỏ tới lớn anh có một nơi anh rất là muốn đi tới, nhưng mà anh vẫn chưa đi được. Lúc còn đi học á thì anh nghe thầy cô bạn bè nói về Đà Lạt rất là đẹp. Lúc đó anh rất là muốn đi, nhưng mà lúc đó mình còn đi học thì mình cũng chưa có chi phí để mình đi được. Nhưng mà sau này lớn lên á thì anh cũng chưa có người yêu nữa, nên nếu mà mình đi tới đó mà đi một mình á thì nó cũng không có ý nghĩa nhiều cho lắm. Thì anh hy vọng là sau chương trình này anh có thể là cùng em đến đó để thực hiện ước mơ. Em nghe lời nguyền về Đà Lạt chưa? Cũng có nghe chị, nhưng mà thật sự thì em cũng không có quan trọng điều đó nhiều. Quan trọng là mình cần nhau, mình hiểu nhau. Chính xác. Đó là lời đồn thôi. Như thiếu gì người ta đi Đà Lạt, ta cưới nhau ào ào đó. Sao em đi Đà Lạt vậy, em chia tay? Cái đó chuyện của em. Theo anh thì em như vậy được không ạ? Truyền thống không? Anh cảm nhận về em thôi thì anh cảm thấy là vậy là ok rồi em ơi. Bây giờ mình có món quà nào gửi tặng nhau được, bài hát nào đó, món quà tinh thần dành cho nhau thì em xin phép. Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá, tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa, trời chưa bóng dừa hẹn hò nhau tình quê hai đứa. Mùi mà non hương tóc em biết bao kỷ niệm, nhắc lại thấy thương nghe thật buồn. Hay quá, cảm ơn. Bạn gái có tặng không? Món quà cho em? Dạ em cũng có một món quà tặng cho anh. Xin mời anh nhảy chung với em bài nhảy. Không biết. Anh cứ nhìn theo em và nhảy thôi là được không ạ? Rồi, âm nhạc. Hai đứa mai mốt về có giận nhau, cãi nhau, mở bài lên nhảy hết giận. Dễ thương mà. Rồi. Thực sự hỏi con tim mình, người ngồi bên kia có phải là một nửa mảnh ghép mà mình đang đi tìm hay không? Tôi xin nhắc lại, bấm nút là trao duyên với nhau nha các bạn. Không yêu, nhường cơ hội để cho người khác. Chuẩn bị. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi. Chúc mừng các bạn. Nắm tay nhau đi nào, Bình Thạnh. Đó. Chúc các bạn hạnh phúc. Và đây là chiếc vé xem phim của Cụm Đạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn.
Và bây giờ trước sự chứng kiến mọi người, một nụ hôn để chứng minh rằng các bạn bấm nút từ trái tim. Rồi, dễ thương. Tính tình vui vẻ nên phải có trách nhiệm với gia đình. Bên này có trách nhiệm á. Bạn không thích phụ nữ điều gì? Không tôn trọng nhau hơn. Rồi còn gì nữa? Không biết lo gia đình. Rồi hai điểm đó thôi. Em thích lấy người chồng như thế nào, mạo ra sao? Chồng em thì cũng đừng ốm quá. Mỗi buổi chiều về thì đừng để em chờ, giờ ăn cơm với em. Được không? Em mà các bạn. Em tên là Tuấn Anh, hiện giờ em là nhân viên IT của ngân hàng. Rồi, chúng ta sẽ chờ bạn nữ ra. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào em. Dạ. Em tên là gì? Dạ em tên Nguyễn Thị Thu Phương ạ. Em đang 30 ạ. Phương làm việc gì? Em đang làm nhân viên IT luôn ạ. Nhân viên IT luôn? Dạ. Cùng nghề. Trời ơi, đây thùy mị dịu dàng quá, đúng là mẫu người phụ nữ của gia đình. Em xin vậy mà sao không có chưa có bạn trai hả? Dạ chắc tại nghề nghiệp của em ạ. Thường em nhìn máy tính nhiều hơn nhìn con trai ạ. Là sao? Nhưng mà em thích con trai hay thích máy tính? Cấp trước thì em thấy thích máy tính hơn, nhưng mà cấp này thấy cũng hơi buồn rồi, cho nên em thích con trai hơn. Không, mà chị thật sự là chị nhìn thấy em rất là xinh. Mặc dù em không có nhìn con trai, nhưng mà chị nghĩ con trai cũng phải nhìn em chứ. Dạ, cái này tại lên sóng thôi chứ bình thường cũng không có được như vậy đâu ạ. Chứ bình thường sao em? Chị tưởng tượng xung quanh máy thì cũng không cần phải gì đâu ạ. Chỉ cần bù xù một chút xíu, mắt thâm đen chút xíu là ra nhân viên IT ạ. À, vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà mình đã có mối tình nào chưa? Thoáng qua thôi ạ. Dạ, mấy tháng cái em bị đá mất. Em bị đá hả? Dạ. Vậy mình có hôn nhau rồi gì nè, cái nào chưa? Dạ cũng có một cái. Có một cái hả? Thì cũng mấy cái. Ta chia sẻ thật tình dễ thương không? Còn bạn, có mấy mối tình rồi? 5 mối tình rồi. 5 rồi hả? Trời. Giờ vẫn ấy là sao? Thứ nhất là không hợp tính, quan điểm sống khác nhau anh. Quan điểm sống khác nhau là sao? Ví dụ của em là người sống cho gia đình. Bên kia hôn một vài cái, bên này hôn nhiều chưa? Có anh, bình thường. Bình thường mà hôn một vài cái hay nhiều cái? Có khi ít, có khi nhiều anh. Quan điểm thế nào về sống thử? Em không có thích sống thử. Hồi đó giờ có bao giờ bạn nữ đề nghị sống thử chưa? Có. Rồi bạn sao? Em bỏ chạy luôn. Hả? Quan điểm của em mà không bao giờ em đồng ý. Em không có muốn những cái gì nó phát sinh mà ý muốn. Rồi đó giờ có gì chưa? Quen thì có, nhưng mà đến cái mức đó là không bao giờ. Thiệt không? Thiệt chị, lúc trước em cũng có đi hai người. Đi đâu? Đi chơi anh, rồi Vũng Tàu. Người ngủ giường hay ngủ chung giường? Người ngủ giường anh. Tại sao không ngủ chung giường? Không, cái đó là mình nghĩ tốt cho người đó mà anh. Nghĩ tốt thiệt không? Thì... để hỏi bên đây coi. Nghe vậy thì em thấy người bạn trai bên đó như thế nào? Em thấy được rồi đó. Em cũng không đồng ý với việc đi trước giới hạn, trước hôn nhân. Nhưng mà cái cách thể hiện của anh em thấy cũng hơi cứng nhắc à. Chứ giờ ý em là thể hiện sao cho nó đỡ cứng nhắc? Chắc tại em không thích con trai nói nhiều. Nó chỉ cần nói ngắn gọn là anh rất là nghiêm túc với hôn nhân. À, vậy là em thích rồi. Sao em thì mị mà em sao nói chuyện ngắn quá vậy? À, dạ tại vì em nói cái bề ngoài nó không có phù hợp với cái tính cách bên trong ạ. Em hơi có chút là hơi khô khan ạ. Em có năng khiếu gì không? Ưu điểm của em á? Dạ em nghĩ là em có trí nhớ tốt ạ. Nó cũng là khuyết điểm ạ. Trí nhớ tốt mắc gì khuyết điểm? Dạ thù dai. Ưu điểm gì nữa em? Dạ em nghĩ là em thích nấu ăn à. Vậy là nữ tính quá rồi. Ủa nhưng mà bạn em chơi hàng ngày bạn nam nhiều hay bạn nữ nhiều? Dạ nam không ạ. Rồi mấy thằng đó không ai thích em chứ hả? Nó coi em giống như nó vậy á. Trời ơi, sao kêu bạn nam là nó, rồi cô kia cũng kêu người ta là nó nữa. Dạ tại vì em quen rồi, lớp em toàn là 200 nam à, chỉ có khoảng 2-3 nữ thôi ạ. À. À, nó kêu bằng anh là cho dễ thương với kêu bằng nó. Chưa có cái anh nào tỏ tình với em chứ hả? À, dạ chưa ạ. Trời đất ơi. À có một người nhưng mà em bị đá đó. Thì có một cái đó thôi. Dạ, á hả? Một cái thôi. Em thích người đàn ông như thế nào? À, đừng có nhuộm tóc ạ. Em tại em thấy con trai nhuộm tóc đó, nó không có phù hợp với người châu Á lắm à. Được cao hơn em chút xíu cũng được. Tính tình vui vẻ em phải có trách nhiệm với gia đình à. Bên này có trách nhiệm á. Bạn không thích phụ nữ điều gì? Không tôn trọng nhau hơn. Rồi còn gì nữa? Không biết lo gia đình. Rồi hai điểm đó thôi em. Em thích lấy người chồng như thế nào? Tướng mạo ra sao? Chồng em thì cũng đừng ốm quá. Mỗi buổi chiều về thì đừng để em chờ, về ăn cơm với em. Được không? Em mà thích đi về gia đình. Nó đơn giản quá mà. Đơn giản, có đó đơn giản. Bà này cũng thích về ăn cơm với gia đình. Dạ, thường thì không có nhiều người làm được đâu ạ. Thì thường chiều đi nhậu ạ. Hôm nay bạn có đến với người thân của bạn hay không?
Dạ đến với em gái ạ. Bên đây bạn có đi với người thân không? Dạ có rồi, để cho hai người thân nói chuyện với nhau. Gì kỳ vậy? À, chị thấy thế nào? Hai người thấy cũng phù hợp với nhau. Thấy tính cách anh này dễ thương không? Ừ, được. Nhưng mà chị em tính hơi khô khan, sợ là anh không có chiều được chị. Chiều được không? Được anh. Được hả? Anh quen thì tất nhiên mình phải chiều rồi chị. Vậy thì được ạ. Vậy thì được đúng không? Rồi, người thân đồng ý rồi. Người thân của bạn đâu? Chào em. Em chào chị Cát Tường với anh Quyền Linh. Em thấy bạn gái này sao? Dạ em thấy chị rất là dễ thương. Và em thấy là giữa anh với chị có những cái điểm chung đó. Hai anh chị thì cũng tuổi tác thì cũng phù hợp, thích hợp nhau nữa. Tính cách của hai người thì cũng nghiêm túc. Nghiêm túc đúng rồi. Tôi thấy là cái đó là cái quan trọng nhất. Và bây giờ để xem như thế nào nha. Thử xem bà bên đây. Chào anh. Đấy, chào bạn. Dạ. Nếu như bây giờ mà đồng ý nhau thì chúng ta sẽ kết hôn liền không? Càng nhanh càng tốt ạ. Cũng móng chuồng lắm rồi ha. Dạ. Thật tính đó. Cô này cá tính lạ. Cá tính rất là lạ. Ai nói khô khan đâu, nhìn rất là dễ thương. Mà em có cần quan trọng cái chuyện coi tuổi coi thầy gì không? Chắc cha mẹ em cần với em thì không để ý lắm đâu ạ. Em cũng không tin lắm. Nhưng mà rồi em có nghe lời cha mẹ không? Bây giờ chắc cha mẹ cũng hết khó rồi. Vậy là sao cũng được phải không? Mà bây giờ làm IT luôn em chịu không? Cùng nghề với nhau em? Dạ cùng nghề tốt, dạ hiểu nhau hơn ạ. Vậy ha, dạ. Rồi đây chị hỏi anh. Chào chị. Rồi cũng được. Ủa anh ôi, ngồi tuấn tú thích lắm. Thích bạn gái làm chung nghề với mình không? Em không có quan trọng nghề nghiệp, chủ yếu là người đó cũng có công việc ổn định là được rồi chị. Bây giờ nếu được thì chừng nào kết hôn được? Bên này ta muốn càng sớm càng tốt. Hết năm nay sang đầu năm. Nhưng đã chuẩn bị tinh thần để lập gia đình chưa? Mọi cái em chuẩn bị xong hết có rồi. Có nhà không? Nhà có rồi chị. Ở với ai? Ở ba mẹ. Ba mẹ có khó quá không? Ba mẹ em thì dễ, quan trọng là tính tình tốt thôi chứ ba mẹ không có chấm mà phải đẹp hay là giàu hay là kiếm tiền nhiều hay này kia. Cô này chắc cô hợp nè, cô này rất là nghiêm túc. Không cho hai người gặp nhau thì cặp này được nè. Gặp đi, bây giờ cũng ngồi gãi ngứa dữ lắm rồi. Muốn gặp lắm rồi ha. Em mặt lên. Bạn tưởng tượng cô bên kia thế nào? Hôm nay đến em còn không biết. Không biết sao biết được, tôi chưa biết mà. Rồi về nhìn nha, nhìn cô có giật mình không nha. Xét đánh gì không nha. 2 phút bắt đầu. Chào. Chào anh. Đó, nhà anh đi cũng phải gặp những hoạt động. Em cảm ơn ạ. Em hiện giờ sống ở đây được bao lâu rồi? Em ở Sài Gòn khoảng 8 năm ạ. Trước đây em làm IT rồi có bên rồi có làm bên lĩnh vực nào khác nữa? Em có kinh doanh phần cứng, sau đó em chuyển qua quản trị mạng. Anh cũng làm quản trị mạng à? Anh làm quản trị mạng với bên ATM. Em biết cái đó hình như đi công tác hơi nhiều à? Rồi đi cũng hơi nhiều. Đã hỏi cái ba mẹ anh sao rồi làm dâu rồi sao rồi tiền bà ai giữ rồi không lo. Vậy thôi nói về tài chính trước ha. Giờ em mốt là em giữ tiền. Được không? Được, em giữ tiền cũng được. Mà anh không có kẹo kẹt cái gì. Nói chung hợp lý là mình cứ sử dụng. Còn không thì mình để dành để phòng hờ. Khi mà mình có việc cái gì đừng có phải vay mượn người khác. Anh không có thích điều đó. Rồi anh có hỏi em gì không? Quan điểm của em thế nào cuộc sống hôn nhân gia đình? Đối với hôn nhân thì em nghĩ là cưới một người cũng gian nan lắm. Cho nên một người thôi hết đời là tốt nhất. Thì quan điểm thì anh cũng vậy là dạ. Quen anh cũng quen một và lấy anh cũng muốn lấy một. Chứ anh không có thích mà quen xong bỏ. Đừng nói làm mất thì giờ với làm cho người khác khó chịu. Tình yêu là tính toán quá. Không, rõ ràng đấy, anh thấy được đấy. Bây giờ cảm xúc đi. Có cảm xúc gì chưa? Cảm xúc em nhìn bạn thì cũng dễ thương. Anh nhìn em bây giờ dễ thương rồi, mai mốt mà thấy em trong công việc có đổi ý không? Trong công việc thì cũng ở công việc, ở công ty. Còn về nhà thì mình cứ ở việc của gia đình. Anh có hay bị hay lạc đường không? Anh là một cái Google của thành phố Hồ Chí Minh. Tốt quá. Em sợ, chở em đi chơi hết biết đường về luôn. Cặp này hẹn hò nhau, hẹn hò ở đâu? Chắc trong phòng máy bị tính quá. Nếu mà hẹn hò nhưng mà quán cà phê, uống nước hoặc đi ăn rồi... Anh có chơi game không ạ? Game anh không có thích chơi. Rát ốc em có chơi mà bỏ. Cặp này em bớt rồi, em bỏ rồi. Chứ anh thích chơi gì? Dạ, ngày xưa em chơi Warcraft, giờ em bớt rồi. Nói gì một câu thật tình cảm với bạn gái đi. Nhìn lên trời không vậy, nhìn thẳng vô mặt người ta kìa. Thì anh với em gặp nhau thì cũng không nói mà để hiểu thì không được. Nhưng mà nếu được thì anh và em tạo cơ hội cho mình quen. Nếu được thì mình tiến xa hơn. Còn không được thì mình có thể là bạn bè được. À cái này em nói luôn là em không có phạm trù bạn bè với người yêu đâu nha. Không thì quen không được là không được chứ không có bạn bè nha. Nếu mà quen không được là không bạn bè nữa. Không bạn bè luôn. Cho nên là phải chặt đứt đường lui đi anh.
chỉ còn đi tới được thôi nha. Do nếu mà chặt, nếu mà đi tới thì càng tốt. Em anh cũng đâu quen, anh cũng không có muốn và bị dừng, hay mỗi lần mà mình dừng một cái là mình phải bắt lại từ đầu, mình cũng rất mệt. Yeah. Người ta thường nói IT rất là khô khan. Bạn có thể nói một câu gì đó thật lãng mạn với bạn nữ thử xem nào. Em có thích lãng mạn không? Thỉnh thoảng thôi chứ lãng mạn nhiều quá chịu không nổi đâu ạ. Giải hoài không tắm hay gì trời. Đây nói em kêu em nói không nói được gì. Không, cứ nói rồi giờ không nói cho ngồi hoài luôn á. Ví dụ anh yêu em gì đó, anh thấy cảm giác trong mắt em có cái gì đó, nói đại đi, chạy nhanh lên. Hay đá lòng nheo chớp chớp ôm hung cái coi. Quân với thôi em làm đây không. Tự nhiên anh kêu làm đây vậy, sao em làm? Kêu làm gì đâu, đâu kêu làm gì đâu. Ví dụ giờ bên kia chủ động thôi, giờ thôi mình sống thử được không? Em không, em không đồng ý. Thôi, chúng ta không nói được thì bấm chuông. Sau khi trao đổi, trò chuyện với nhau, chúng ta có thể cảm nhận một chút gì đó nhau và thể hiện bằng nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha các bạn. Nhịp tim hai người có cùng đập với nhau hay không? Có đồng ý hẹn hò với nhau hay không? Một, hai, ba. Xin mời các bạn. Nào cái gì nãy nói cho em không mà. Nè, rất là dễ thương. Thay mặt chương trình tặng cho hai em một cái món quà, đó là tạo cơ hội cho hai em đi xem phim với nhau ha. Rồi, cảm ơn anh chị ạ. Được rồi, về uống. Anh này chắc chắn không có bụng bự rồi. Dạ. Thậm chí không có bụng nữa. Dạ, nhưng mà em thấy là bụng bự như anh Quyền Linh thì không gọi là bụng bự. Chỉ mở dư dư xíu thôi à. Mở gì, trương trương cái gì? Dạ, nó dư dư xíu thôi. À, mở dư dư. Anh thấy chưa? Anh thấy chị Trong nói cho anh hãy hạnh phúc điều đó. Anh không hề mập đâu, anh chỉ có mở dư dư thôi Linh à. Dạ. Nha. Tại vì anh ăn hơi quá đà đó. Thì đó, đừng tự ti. Thôi, vài bữa sẽ tập thể dục thể thao lại. Dạ. Rồi, cảm ơn em gái Tiền Giang. Bây giờ thế này, anh bên đây thì thật sự là anh cũng có kinh nghiệm trong cuộc sống vợ chồng. Nên chắc rằng anh sẽ bù đắp cho em những cái gì mà gọi là anh đã trải qua rồi ha. Vấn đề quan trọng là em đã đến lúc kết hôn chưa? Dạ, đến lâu rồi anh. Đến lâu rồi hả? Dạ. Ví dụ bên đây đồng ý. Là em cho bước tới đúng không? Phải tìm hiểu cái đó anh. Tìm hiểu khoảng bao lâu? Tùy mức độ tìm hiểu, nếu mà mình tìm hiểu mình thấy hợp ý, mọi thứ nó hòa hợp thì cuối năm cũng được. Cuối năm cũng được. Dạ. Em có ngại là yêu xa không? Bởi vì cái khoảng cách của em với anh ấy á, nó dạ, không có hợp với nhau, chưa có thuận với nhau. Em có một câu hỏi muốn hỏi anh bên đó. Chào em. Dạ chào anh. Dạ anh đang làm ở Long An ạ? Anh đang làm ở Long An em. Dạ. Em á thì em làm ở Biên Hòa. Vậy thì nếu mà sau chương trình này á, hai đứa mình có kết đôi á, anh một tuần anh có thể sắp xếp gặp em một lần được không? Rồi, chào anh trai. Bây giờ thì hai bạn có mặt trên sân khấu rồi, chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình đi. Mời đàn gái. Xin chào Nam Thư. Dạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào cái người bên đó ạ. Dạ, xin chào, chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Thị Trong, năm nay em 34 tuổi, em đến từ Tiền Giang và đang làm việc sinh sống tại Đồng Nai. Chị dạ. Trong. Chị Trong, công việc hiện tại của mình là gì hả chị Trong? Dạ, em đang là nhân viên kiểm hàng cho một nhãn hàng nhỏ của Đức. Dạ. Dạ. Tức là mình cũng làm công việc văn phòng mà đúng không? Dạ. Dạ. Nó tương tự như vậy đó chị. Châu là ở Tiền Giang, ở huyện nào Châu? Dạ, em ở Gò Công Đông đó anh Linh. Gò Công Đông. Dạ. Rồi em ở Đồng Nai là em ở làm xong em ở đó luôn hả? Dạ đúng rồi anh. Em ở đó với ai? Dạ em ở một mình. À, thuê phòng trọ ở đúng không? Dạ đúng rồi anh. Bao lâu em mới về Gò Công Đông một lần? Dạ có khi thời gian rảnh là em về, nhưng mà tháng nào em cũng về một lần, ít nhất là một lần. Rồi. Có khi tháng nào em về tới 4 lần, 5 lần. Dạ. Thôi, chị, mời đàn trai. Mà dạ. Khoan, em xin lỗi, chị tên mình là Trong hay là? Dạ, Trong là Trong Sáng Ngây Thơ đó ạ. Trong nha anh Linh. Trong hả? Dạ. Trong Trắng. Trong Trắng Ngây Thơ. Đúng rồi. Để dạ, mình nghe tưởng đâu Châu. Dạ. Rồi, cảm ơn Trong. Dạ. Mời bạn trai. Dạ, em chào chị Nam Thư. Dạ. Rồi anh Hiền Linh. Em là Lê Thiện Thạnh. Năm nay em 36 tuổi, quê ở Ninh Thuận. Lê Thiện Thạnh. Dạ. 36 tuổi. Dạ. Ở Ninh Thuận. Dạ. Em làm một việc ở đâu? Dạ, em làm việc ở Long An, châu Sài Gòn 3 năm. Làm việc ở đâu? Dạ, ở Long An. Long An là ở huyện nào? Huyện Đức Hòa. Đức Hòa. Hai bạn lạ ha, quê
một người ở Ninh Thuận làm việc ở Long An, một người ở Tiền Giang làm việc ở Đồng Nai. Có vẻ là cái địa lý á, lúc đầu nó cũng hơi chưa hợp lý lắm. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện xem còn những điều gì hợp lý nữa đây. Bạn Trong. Dạ. Hãy cho bên đàn trai biết về những ưu khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm em có nhiều lắm anh Linh. Em là người độc lập, em hoạt bát, em biết làm tự chế thơ, em biết nấu ăn, ăn được, còn ngon hay không là do người ăn thôi. Dạ, em cũng đảm đang và em không phải là người kén ăn. Em ăn cái gì cũng được, trừ hành, thịt chó, thịt mèo là không ăn thôi. Nói chung em là người dễ tính ạ. Dạ. Người Tiền Giang mà dễ thương vô cùng. Rồi còn khuyết điểm hả chị? Dạ, khuyết điểm thì tính em hơi bị nóng á chị. Dạ. Tại và kỹ tính nữa ạ. Tại vì em kiểm giày mà em cầm giày em soi mới quen rồi. Riết người em khi nói chuyện với em cũng hay để ý người ta. Nói chung là cũng hơi bị khó xíu. Soi mói giày chứ ngoài đời không lẽ đi soi mói giống như soi mói giày cho nó khổ vậy. Dạ không đến nổi gì đâu anh Linh. Không đến nổi đúng không? Dạ. Nghe cái giọng nói như thế với cái thần thái bây giờ thì thấy bên đó rất là dễ thương đó. Mời đàn trai. Dạ, đặc điểm của em là biết nấu ăn. Hòa đồng với bạn bè. Và mỗi tháng điểm mạnh của em là mỗi tháng em sẽ cũng có nấu cơm chay từ thiện. Điểm mạnh là có nấu cơm chay từ thiện hả? Quan trọng là nấu nhiều hay không? Dạ, nấu cỡ 200 mấy phần. Nấu nhiều lần vậy không? Dạ, mỗi tháng em nấu một lần. Một tháng lần hả? Dạ. Ồ, tốt quá. Bữa nào rảnh rủ anh nấu với đây. Dạ, ok anh. Nha. Dạ. Vậy thì tốt rồi đó. Dạ. Còn mình có một số cái khuyết điểm gì không? Dạ, điểm yếu của em là hơi nóng tính trong công việc. Nóng tính mà nóng cỡ nào? Dạ, nóng nói chung là em là bên kiểm hàng bên áo ngực. Bên kiểm hàng thì bên anh, cho công ty Hàn Quốc. Anh ơi em... anh ơi, chào em. Dạ, cho em hỏi cái em thư nè. Dạ, chào chị. Em bà mối nè. Dạ, kiểm hàng áo ngực là kiểm hàng sao anh? Dạ, em kiểm tra bên cúp áo ngực hả chị? À, vậy là chắc em biết hết size áo ngực. Dạ, biết. Có mấy size? Dạ, có nhiều size chị. Anh, size lớn nhất là size gì? Dạ, size lớn nhất là 100 dành cho người nước ngoài. 100 là cúp gì anh? Cúp đi hả? Dạ, cúp 3, cúp gì chị? Tức là ví dụ như người ta nói là cúp A, cúp B. Không, bên em là dùng size là 34-100 chị. 34-36-100. Dạ, 34-36-38-40-42-44-46-100. À, vậy là ví dụ như bây giờ anh nhìn là anh biết size nào liền không? Dạ, biết chứ chị. Anh nhìn qua anh Linh anh nghĩ size nào? Anh Linh hả? Ai... sai anh chắc sai mấy nói luôn đi. Dạ, anh mặc cái mấy anh Linh chắc sai 120 quá. Em hút là nó kêu anh mặc áo ngực hoài á. Nếu anh Linh mặc phải mặc độn lên mới thấy không? À, anh Linh là phải mặc độn lên nữa hả? Dạ. Hỏi vui cho anh thôi chứ thực sự là cái công việc của hai anh chị rất là giống nhau, là mình làm ở vấn đề là kiểm hàng. À, vậy đúng. Thì nếu như vậy thì mình cũng phải kỹ. Đúng ra phải ngược lại chứ nha. Bên đây phải kiểm giày, bên kia kiểm áo ngực chứ mà. Dạ, cái số em từ hồi đó giờ là cũng làm đẹp cho phụ nữ không? Hồi xưa thì mở nhà phân phối mỹ phẩm. Bây giờ thì làm bên quán quản lý bên áo ngực. Ủa vậy nếu công việc nó cũng vui nha. Anh ơi, vậy thì nếu vậy thì công việc của anh là chắc chắn là phải tiếp xúc nữ rất là nhiều mà đúng không? Dạ, nói chung là dưới công ty em cũng nữ nhiều chị. Vậy sao ế? Dạ, tính của em là em không có quen trong công ty. À. Dạ. Phải biết sao ế không? Tại kiểm tra áo ngực cũng soi ngực không mà. Rồi đôi khi nó cũng nhạy cảm nữa. Đúng không? Dạ. Nói chơi là... Tôi thấy mấy cái nghề lạ quá ta. Bữa nào dạ, em dẫn anh vô anh coi thử đi. Dạ được anh. Được không? Dạ được. Vô coi cái phần kiểm tra đó sao? À, đổi núi em sẽ đưa cho anh, em sẽ chỉ anh cho ơi. Anh. Em có cầm theo cho anh coi. Có cầm theo cho anh nữa hả? Dạ, em à, cầm, không em cầm theo là để bên em làm như thế nào. Ừ. Dạ, cho anh biết. Bữa nào em tặng chị Thư mấy bộ vậy? Dạ, bên em chỉ là cái cúp
hơn. Còn may là qua bên Hàn Quốc may. Cái cúp là cái gì? Là cái miếng độn anh à. Chà, chà chà. Không, tôi hỏi cho tới, tôi hỏi cho hiểu luôn á. Đúng rồi, anh phải hỏi, phải hỏi. Ví dụ là chứ. Cái áo bơi anh à. Nó chỉ có một cái lỗ, mình để nhét cái cúp đó vô để ngon ngực lên. Đâu đâu, để qua đây, cái đó anh Linh anh không hiểu đâu, em biết nè. Ủa thôi sao? Sao anh sao? Đâu cho em coi với, coi dạ. Đi qua luôn. Quá đem luôn hả? Em xíu nha, dạ. Qua kiểm tra. Lấy coi coi coi. Dạ, cái đây em tặng bạn gái. Đâu? Là đem... Đây chị. À, là cái cúp này là bên công ty em may. Dạ, dạ công ty của anh may. Gia công. Gia công. Dạ, đem qua Hàn Quốc để may. Là cái này quà đem tặng. Dạ. Tặng nhiều quá cái. Vậy? Dạ, em cùng đem... Trời ơi! Còn bao giống nữa hả? Dạ. Đem một bao. Đâu đâu luôn, lấy em coi luôn coi. Con mới chia ra người mới thôi. Nhớ manh cũng nhiều đứa càng à, mới anh, cái này mỗi cái nó khác nhau hả? Dạ, nói chung là size nhỏ, size lớn. Vô anh tặng cho bạn anh Thái Phình Tủng mấy cái thôi. Ủa là... Ủa anh sao cái này nó có cái kiểu tam giác? Rồi còn cái này thì nó kiểu tròn. Dạ, nó nhiều... Cái này là giọt nước. Dạ, nói chung là do một cái áo mình... Cái áo may, áo bơi do những người may thôi chị. À, cái này quay... Ê, cái này là... Thiệt, đồng đội, đồng chí em là mê cái này lắm. Dạ. BB Trần Hải Triều rồi gì đó. Đúng không? Cần cái này, cần thiết này. Ủa cái này là gì nữa? Cái đồ... Bộ đồ bơi vậy. Đặt à? Dạ, xíu. Rồi ví dụ như mình làm về cái size cúp ngực vậy thì cái anh thích là khoảng size sao? Nói chung là size nào cũng được chị. Mình đâu quan trọng. Nói chung là tròn cho chỗ nào mình chịu. Mình đo là đo bằng tay hay đo bằng dây? Hay là đo bằng... Dạ không, bên em không có đo. Mà bên em phải ép ra. Phải mình kiếm như mình bóp như cái... Bóp gì? Bóp, xốp như vậy. Bóp mình kiếm hả? Mình bóp như như thế nào? Mình coi thử nó cứng hay nó xẹp. Đó. À... Anh Linh bị tạo quá nhập ba rồi. Thôi anh làm nghề này không được rồi. Dễ thương lắm chị, dễ thương lắm. Ảnh hết sức là... Tức là mình bóp xốp ý... Bóp mấy cái xốp. Dạ. Đúng rồi, để bóp kiểm tra. Cái... Dạ. Em nói nhanh quá, em nói là bóp xốp mình tưởng đâu. Cắt hàng milli nữa chứ anh. Hả? Như cái cúp phụ nữ cắt, người ta yêu cầu cho mình cắt 8 milli, mình phải cắt chính xác 8 milli. Rồi sau đó vậy mình có cái thước anh, thước milli anh à, thước ngắn như này, thước nó tròn hay dài? Dạ, dài nhỏ. Tưởng đâu thước tròn úp vô chứ. Thôi anh Nguyễn Linh chỉ ghẹo anh không thôi. Phải mình phải thực chất là từ đó giờ chưa hiểu cái nghề này. Dạ, đây cũng là một cái cách để mọi người hiểu hơn cái nghề này vậy thôi. Mình có quyền hỏi mà. Dạ. Sao dạ. Đó chuyện bình thường. Dạ. Không chừng mai anh tới anh thăm công ty em để anh coi. Dạ. Luôn á. Anh hay mày mò lắm. Dạ. Cái gì anh tìm hiểu cho nó tới luôn vậy đó. Dạ. Rồi thôi dẹp cái chuyện này qua một bên đi. Đang nói chuyện tình yêu quay qua cái vụ này hoài. Dạ. Chắc tới sáng. Mà nãy mình nói tình yêu mình nói tới đâu rồi anh? À, bây giờ em hỏi nha. Dạ, chào chị. Anh, à, vậy à, bây giờ hôm nay anh tới với chương trình á, anh mong muốn tìm được một người phụ nữ như thế nào? Em... Không, mà bây giờ hỏi đường tình duyên anh à, sao? À, tình trường hả? Tình trường, quên. À, hôm nãy chưa hỏi xong cái câu, nhớ rồi, nhớ điểm xuất phát mình nằm đâu rồi. Công việc của anh á, rất là tiếp xúc rất nhiều phụ nữ, dạ. Đúng không? Dạ, làm việc với nữ rất là nhiều. Dạ. Mà là anh nói là anh không thích quen đồng nghiệp. Dạ. À, vậy là... Tại vì là em quản lý, em không thể nào quen được công nhân. À, dạ. À, em hiểu rồi. Vậy thì cái đường tình duyên của anh á, anh trải qua mấy mối tình rồi? Nói chung là em cũng trải qua đủ của chuyện gia đình một lần. Dạ, dạ. Em cũng ly dị vợ là 7 năm 2012 tới bây giờ. Dạ. 7 dạ. Năm rồi. Dạ. Em có đứa con gái là năm nay học lớp 4. À, học lớp 4 dạ. Rồi. À. Em lấy vợ được mấy năm? Em lấy vợ được 2 năm. Nhưng mà quen nhau trước đó mấy năm rồi lấy? À, quen nhau được năm. Quen con năm mà lấy? Dạ. Rồi tại sao có đứa con gái rồi mà phải chia tay? Dạ, nói chung là vợ chồng em sống không hợp với nhau thì em sẽ giải thoát cho vợ em để tìm người nào có đem lại hạnh phúc cho vợ. Dạ, có đó cái lỗi đó mình có thể phân tích là như thế nào không? Nói chung là lỗi bây giờ em cũng không có thể nào nói xấu vợ em được, thì bây giờ lỗi thì em không hợp thôi. Không hợp. Dạ. Anh có một đứa con gái rồi. Dạ. Thì hiện tại bé đang ở với anh hay là đang sống với ở mẹ? Ở mẹ. À, sống với mẹ. Sau cái cuộc hôn nhân đó rồi anh có mối tình nào tiếp theo nữa không? Nói chung là năm 2000 em cũng mới đây em quen được 2 năm một
người con gái năm 92. Dạ. Thì người em cũng quen được năm, mà người đó kêu em kêu cứu thì cứ hẹn năm này sang năm nọ, thì dạ, em không có thể nào chờ nữa. Dạ. Thì em cũng chia tay. Dạ. Cũng bây giờ được 2 năm. À, từ lúc đó tới bây giờ 2 dạ, năm là không yêu ai nữa. Dạ. Và quyết định đăng ký tham gia bản hẹn hò. Dạ, thằng em đăng ký giùm. À, thằng em đăng ký giùm. Dạ. Thằng em đăng ký giùm mà anh có muốn thực sự muốn tham gia không? À, muốn chứ chị. À, dạ. Dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ chị Trong. Chị Trong, bây giờ dạ, nãy giờ chị nghe ảnh nói về đường duyên của ảnh rồi đúng không? Dạ. Rồi giờ mời chị nói về tình yêu của mình như thế nào? Dạ. Em đã từng yêu một người lúc còn là sinh viên năm 2. Người đó quê ở Nghệ An xa, nhưng mà mối quan hệ kéo dài 3 năm. Thì lúc yêu thì bạn ấy nói là sau này anh sẽ vào Sài Gòn, hai chúng mình, em ra trường xong hai chúng mình lập nghiệp ở Sài Gòn luôn. Dạ. Thì lúc đó cũng tin, yêu mà chị, phải tin chứ. Xong thì, nhưng mà bạn ấy thì là con trai duy nhất trong gia đình, nên sau này thì cứ kéo dài như một như thế thì em thấy nó không có tương lai. Chúng em chia tay sau 3 năm quen nhau. Và kể từ đó tới giờ thì em chưa chính thức quen ai. 7 năm rồi chưa quen ai. 7 năm. Dạ. Giống như bên đây cũng là 7 năm rồi. 7 năm rồi chưa yêu ai. Nhưng mà khi em biết được bên đàn trai đã có một đứa con thì em cảm nhận thế nào hả em gái? Dạ, đối với em chuyện đó không có vấn đề gì đâu anh Linh. Dạ, thì khi mà mình kết hôn với một người, mình lấy một người thì mình đâu có mong là cái cuộc hôn nhân đó đổ vỡ đâu. Thì cái việc đó là cái việc không mong muốn. Cái việc quan trọng đối với em đó là anh ấy có sẵn sàng tiếp nhận một mối quan hệ mới thật sự theo như mong muốn của mình, muốn xây đắp một cái gia đình mới hay không. Trả lời đi em trai. Anh nói chung bây giờ chủ yếu là em, anh là một thời đã đổ vỡ rồi. Em thì mới lớn lên, chưa có gia đình. Thì bây giờ nếu mà em chấp nhận thương anh thì anh sẽ hứa là em, anh thương em đến hết chặng đường này. Cảm ơn anh. Đấy, hứa rồi nha. Dạ. Mặc dù chưa gặp đã hứa rồi đó. Dạ. À, nói chung là em sẽ có nhiều cái kinh nghiệm hơn để làm sao có thể tốt với cái mối tình này. Dạ. Đặc biệt là em có đầy đủ mọi kinh nghiệm để có thể giữ cái cuộc tình sắp tới đây cho dạ, đến suốt cuộc đời luôn. Dạ. Tin điều đó, quan trọng là hai đứa có hợp với nhau hay không. Yeah. Ha. À, bây giờ thì em gái, yeah, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Về yeah, một mẫu hình lý tưởng của em ra sao? Dạ, yeah, em muốn tìm một người người ta có tính độc lập, sống có sự tinh tế, nói chung là người tử tế, biết đối nhân xử thế, biết chăm lo cho gia đình của mình, có lối sống lành mạnh, nói chung là không có hút thuốc, uống rượu quá đà. Mình biết cái giới hạn của mình ở đâu là được. Còn về ngoại hình thì em mong là anh ấy cao từ 1m7 trở lên. Đừng có mập quá. Người đừng bụng bự. Em không thích bụng bự. Yên tâm chị, bên dạ, đó gu bụng ốm ốm gầy gầy như chị vậy đó. Dạ. Thôi chứ bụng bự có liên quan gì tới tình yêu đâu. Em suy nghĩ là những người bụng bự người ta không có được khỏe đó anh Linh. Trời ơi. Nói câu đau dễ sợ luôn anh Linh. Ôi đau lòng. Nỗi đau mà ghê. Đứt từng đoạn ruột á. Dạ. Quá nếu trời. Mà chào anh. Chào em gái. Dạ. Nếu mà làm sao? Nếu mà anh ấy có nụ cười tỏa nắng và tóc xăng xăng thì thật là tuyệt vời. Nụ cười này không biết có nắng hay là mưa đây, tôi không biết, tùy theo mỗi người thôi. Nhưng mà tóc xoăn xoăn thì tuyệt vời. Về uống. Dạ. Anh này chắc chắn không có bụng bự rồi. Dạ. Thậm chí không có bụng nữa. Dạ nhưng mà em thấy là bụng bự như anh Quyền Linh thì không gọi là bụng bự. Chỉ mỡ dư dư xíu thôi à. Mỡ gì trương trương hả chị? Dạ, nó dư dư xíu thôi. À, mỡ dư dư. Anh thấy chưa? Anh thấy chị Trong nói chưa, anh hãy hạnh phúc điều đó. Anh không hề mập đâu, anh chỉ có mỡ dư dư thôi anh Linh à. Dạ. Nha. Tại vì anh ăn hơi quá đà đó. Thì đó, đừng tự ti. Thôi, vài bữa sẽ tập thể dục thể thao lại. Dạ. Rồi, cảm ơn em gái Tiền Giang. Bây giờ thế này, anh bên đây thì thật sự là ảnh cũng có kinh nghiệm trong cuộc sống vợ chồng. Anh chắc rằng ảnh sẽ bù đắp cho em những cái gì mà
gọi là anh đã trải qua rồi ha. Vấn đề quan trọng là em đã đến lúc kết hôn chưa? Dạ, đến lâu rồi anh. Đến lâu rồi hả? Dạ. Ví dụ bên đây đồng ý là em cho bước tới đúng không? Phải tìm hiểu cái đã anh. Tìm hiểu khoảng bao lâu? Tùy mức độ tìm hiểu, nếu mà mình tìm hiểu mình thấy hợp ý, mọi thứ nó hòa hợp thì cuối năm cũng được. Cuối năm cũng được. Dạ. Em có ngại là yêu xa không? Bởi vì cái khoảng cách của em với anh ấy á, nó dạ, không có hợp với nhau, chưa có thuận với nhau. Em có một câu hỏi muốn hỏi anh bên đó. Chào em. Dạ chào anh. Dạ anh đang làm ở Long An ạ? À? Anh đang làm ở Long An em. Dạ. Em thì em làm ở Biên Hòa. Vậy thì nếu mà sau chương trình này á, hai đứa mình có kết đôi á, anh một tuần anh có thể sắp xếp gặp em một lần được không? Nói chung là một tuần anh sẽ gặp em 3-4 lần được. Đó. Trời ơi. Anh không thì trừ những ngày tăng ca của anh thôi. Dạ. Đó, thả tim, thả tim. Dạ. Rồi, em thấy cái những giây phút ban đầu thấy hai người cũng có thể dễ thương hợp nhau một vài thứ rồi đó. Dạ. Chị Trong, em muốn hỏi chị một câu. Dạ. Chị quan niệm như thế nào về sống thử? Sống thử. Thực ra là em chưa có suy nghĩ đến cái việc sống thử, nhưng mà nếu mà mình cảm thấy hòa hợp, mình đã đặt cái mục đích là mình sống với người đó để mình kết hôn, mình xây dựng cuộc sống lâu dài, sinh con đẻ cái, thì cái việc sống thử đó thì cũng không gọi là quá so với những người tưởng tượng đâu. Đúng rồi. Dạ. Theo quan niệm của các chuyên gia về tâm sinh lý, về tình yêu, về tất cả mọi thứ thì họ nói thế này nè. Trong cuộc sống hiện đại này chúng ta cũng chưa biết thế nào, nhưng mà nếu như chúng ta không sống thử, đôi khi là chúng ta cũng không hiểu về người đó. Có những người nói sống thử gì ghê gớm lắm. Sống thử không có nghĩa là chúng ta sống thử rồi quan hệ tình dục thử. Dạ đúng rồi anh Linh. Có thể chúng ta sống chung một nhà, chúng ta tìm hiểu xong cách sống thế nào. Dạ. Còn cái chuyện nếu như tình yêu đã chín mùi thì chúng ta sống thử cũng là một cách để thử trong tình yêu, xem mình có hợp nhau về ở chung hay không thôi. Vấn đề là đừng có thấy mới quen rồi thử, nhưng mà phải đợi cho tình yêu chín mùi. Thì anh thì nghe hãy như thế, nên thử. Anh nói như thế, em thấy làm sao? Dạ. Được em, không? Em suy nghĩ là sống thử ở đây á, không phải là mối quan hệ thể xác như mọi người đã nghĩ. Ở đây là sống thử mình có thể là sống chung nhà, hoặc là mình dành thời gian nhiều cho người đó. Đúng rồi. Ví dụ một ngày 8 tiếng mình làm việc, còn những giờ giấc nghỉ ngơi của mình thì mình trừ ra, rồi những giờ giấc còn lại thì mình dành cho cô ấy. Mình tiếp xúc cô ấy nhiều, cái đó cũng gọi là một cách sống thử. Dạ. Okay. Em hết sức là thích cái tinh thần sống thử. Đúng theo rồi. Suy nghĩ của chị. Dạ. Rất là văn minh. Anh ơi, anh đàn trai bên kia ơi, anh có thể nói cho Thư biết là cái điểm mà anh không thích ở bạn gái là gì không? Em nói chung là bây giờ em không thích phụ nữ là càm ràm. Nhiều khi là em làm về mệt đó, vợ còn càm ràm nữa là thì càng mệt hơn thêm. Dạ. Rồi ví dụ như là tóc ngắn, tóc dài, cao, thấp, mập, ốm, hoặc là tóc màu tóc rồi xăm xiết, anh có quan nói ngại chung gì là không? Chị bề hình thức bề ngồi thì em không quan trọng. Em chỉ quan trọng là người đó biết sống với gia đình, thương chồng con là được. Được. Còn xăm thì em không quan trọng. Không quan trọng đúng không anh? Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Em nghĩ là bây giờ chúng ta gặp người thân của hai em bên đi. Em coi bên đàn trai chưa? Trời, nãy em qua em giao luôn mút miết, anh không nhớ hả? Dạ, anh quên. Cái đó bụng quá quên á, chưa ăn cơm. Đối nữa em mời anh. Em mời đúng không? Dạ. Rồi, nhớ tặng quà cho anh nha. Dạ. Hôm nay chị Trong, chị đến tham gia chương trình, chị đi với ai? Dạ, em đi với 800 anh em ngồi phía dưới. 800 anh em của chị Trong ngồi dạ. phía dưới. Đây là những người bạn chơi với em mười mấy năm rồi. À, dạ, những dạ. người bạn rất thân ạ. À. Nguyên cái kho làm dài á. Dạ. Trong công ty là dài luôn dạ, hả? Dạ đúng rồi. Mỗi cơ quan, mỗi công ty là đều có người hết á anh. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào bạn của chị Trong. Dạ. Sao mọi người nhà mình thấy sao? Đàn gái mình thấy đàn trai bên kia có hợp ý, hợp nhãn, hợp tình, hợp lý gì không nè? Xin chào anh. Chào anh Quyền Linh. Chào chị Thư. Thì trước tiên thì em thấy nó cái bề ngoài là khá phù hợp rồi đó.
Nhưng nãy giờ thì em cũng soi. Soi giống như kiểm định vậy ha. Dạ đúng rồi. Em thấy như thế này nè. Em thấy anh á thì cũng có sự chân thành, có sự từng trải trong cuộc sống. Còn bạn Trong á thì cái sự trải đời của bạn không có đủ nhiều, cũng không bằng anh này đâu. Nhưng mà em soi một câu, đó là cái lời hứa của ảnh nói với bạn Trong vừa nãy á. Cái lời hứa nó không có được suôn sẻ, nó bị vấp ở giữa câu. Cho nên là... Có khi là người ta rung nó vẫn vang. Thì đúng rồi, cũng có rung. Nhưng mà chắc là do em cầu toàn quá cho cái người bạn thân của em thôi. Còn nhìn bề ngoài thì có vẻ hợp đó. Cảm ơn bạn. Cảm ơn anh. Theo đúng tiêu chí mà bạn Trong đề ra. Em có muốn một góp ý một vài cái điều gì đó để làm cho bạn em hạnh phúc hơn không? Góp ý với bạn Khai nè, nếu như hai người đến với nhau thì bạn này sẽ phải làm gì cho bạn Trong hạnh phúc hơn? Tại vì em bạn thân em sẽ hiểu. Góp ý cho anh ấy đi. Để em suy nghĩ chút. Trong cần những điều gì? Hoặc là anh có thể nói về chị Trong để anh có thể hiểu hơn. Bạn Trong á, bạn cần một người đàn ông của gia đình. Tức là bạn Trong cũng là một người cầu toàn. Nhưng mà em nhiều lần em nói với bạn Trong á, đối với cái lứa tuổi hiện tại của bọn mình bây giờ á, thì đối với hôn nhân đừng có cố chấp quá. Cho nên là đối với lứa tuổi bây giờ thì em nghĩ ai cũng đã trải qua những cái giai đoạn của cuộc đời, cho nên là đã trưởng thành nhiều rồi. Nên em cũng không có góp ý gì nhiều đâu. Em chỉ theo cái tinh thần nãy giờ mà mọi người trao đổi về sống thử, thì nếu được thì hai bạn cứ hẹn hò thử thôi. Hẹn hò không thể thử được. Chúng ta có rung động thì mới hẹn hò. Mình đừng thử trong tình yêu. Trong tình yêu phép thử nó hết sức là nguy hiểm. Thật sự nếu con tim rung động mình ăn hẹn hò. Theo anh là như vậy. Dạ. Rồi, cảm ơn em trai. Dạ, cảm ơn anh. Em đi với ai? Dạ, em đi với ba mẹ là em gái. À, có ba mẹ nữa. Rồi, xin chào cô chú. Anh chào Quyền Linh và các Nam Thư. Dạ. Các khán giả trong trường quay. Đây là má của Thạnh. Thấy hai con cũng xứng đôi vừa lứa, coi tìm hiểu đi đến giờ hai con quyết định thôi, má có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà theo cô thì đây cô dâu tương lai của mình á, có hợp với mình hay không, có cần điều gì nói hay không? Hợp không do hai đứa quyết định, chứ còn mẹ thì gì cũng được. Thấy cô này cũng dễ thương. Dạ. Cô chưa chấp nhận. Chấp nhận. Cảm ơn cô. Về có làm dâu không cô? Không, muốn ở đâu ở tùy. Chú nghe được không chú? Cho chú nói một câu đi. Tại vì có gia đình nữa. Chú nói đi được không chú? Xin chào Huyền Linh và Nam Thư. Dạ. Tôi là bố của Thạnh. Từ ở Ninh Thuận đến đây. Cho nên như vậy là tôi thấy để cổ vũ cho hai con để đi đến chuyện mà trăm năm hạnh phúc. Tôi xin hết á. Dạ. Đấy. Đối với Thạnh đây là một cái sự nghiêm túc, mời cả bố mẹ từ ở Ninh Thuận vào luôn. Thạnh anh nghĩ rằng chúng ta cũng phải nghiêm túc với người đối diện, nghiêm túc với tình yêu chúng ta đang chuẩn bị có hay không đây ha. Dạ. Rồi. Bên anh Thạnh là có cả em gái anh Thạnh đúng không? Dạ. Em nghĩ là mình nên gặp em gái anh Thạnh một chút xíu. Em gái mới quan trọng trong gia đình đó nha. Em út. Đôi khi về nhà ba mẹ mấy nhưng mà em gái à. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Em thấy chị này bên khâu kiếm hàng thì em thấy chị hơi khó tính. Em thấy thì tùy anh Thạnh thôi, chứ em thấy chị cũng được. Và khó trong kiếm hàng thôi. Tại em cũng trong kiếm hàng mà. Vậy hả? Vậy em với anh Thạnh là có làm việc chung không? Dạ có, anh em làm việc chung chị. Là làm chung công ty hay là như thế nào? Dạ, làm chung trong công ty. Là mình làm cho người khác hay là nó công ty của mình em? Công ty nhà chị. Vậy là công ty đó của nhà, còn hai anh em làm trong đó. Dạ. Rồi, chị hiểu rồi. Cảm ơn gia đình mình. Rồi,
Bây giờ thì chúng ta đã nghe tất cả những lời góp ý của hai bên rồi. Mình đã trò chuyện qua cái hàng rào này rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ mở cửa trái tim ra xem hai trái tim các bạn có đồng điệu với nhau không nhé. Mở rào. Bắt đầu đi Thành. Chào em. Chào anh. Có món đó hò anh đã mua. Dạ em cảm ơn. Anh có một bộ đồ bôi để dùng để cho em đi những ngày nghỉ lễ. Dạ. Em, dạ em cũng có món quà tặng anh. Đây em cầm cho. Đó. Khoan trong trong. Khoan trong. Bây giờ dạ. Thành á, dạ. Món quà của Thành gồm có hai món quà. Dạ. Trong cái hộp đó. Dạ. Thành nói luôn đi Thành. Nói chung là cái em cầm em giải thích. Em lấy ra cho anh đẹp. Dạ. Nói chung lấy, là lấy hết luôn hả anh? Anh mua không có biết em mặc vừa hay không. Nếu mà không vừa thì em có đổi lại không sao. Dạ. Cái gì? Em liên hệ với anh dạ. Đổi. Okay. À. Cái gì vậy? Bộ đồ bơi. Dạ. Bộ đồ bơi. Dạ, bộ đồ bơi. Còn ví dụ em tắm nhiều trong đây bị hư thì em phải sẽ thay. Ở trong đây nó sẽ có một cái. À, em có đi tập yoga đó. Cái này mặc đi tập yoga cũng được dạ. Đó anh. Em cảm ơn dạ. Anh chu đáo à. Kỹ không? Chu đáo không? Dạ. Tắm nếu mà hư, tắm nhiều hư liên hệ anh đổi. Đây em xếp vô anh, cho. Anh có thể. Dạ. Rồi. Anh có thể giúp em mở này không? Không lẽ có hồ bơi tôi kêu đây, bơi thử chị. Chứ. Chị dạ dạ. Rồi, con quà chị vậy. Tặng cho anh là cái gì anh nè? Cảm ơn. Dạ. À, đây là một cái viết em tặng anh. À, em mong là cái viết này nó sẽ đem may mắn đến với anh. Và chúc anh vạn sự thành. Cảm ơn, tại vì cái viết anh cũng cần. Tại vì anh là bên quản lý anh. Dạ. Rồi, chúng ta bắt đầu vào câu chuyện của hai bạn đi. Anh có cái một cái điểm. Em có quyết định gì anh là người xăm mình không? Xăm chỗ. Nói xăm... chung là anh xăm một cái ý nghĩa của anh à, nó to không anh? Nói chung là từ đây tới đây à, dạ, không sao, tại vì em cũng có à. Em có hình xăm ban không sao? Thôi, dạ. khỏi dở được. Đối với em thì cái con người của mình, cái tính cách của mình, cách đối nhân xử thế với người khác là quan trọng. Còn cái những cái việc khác mình nên suy nghĩ cho bản thân mình, cái nào nó tốt thì mình làm. Nói chung là cái đây là anh xăm là anh nghĩ tới mẹ anh. Dạ. Tại vì công ơn của mẹ anh nuôi anh từ nhỏ tới lớn trưởng thành. Vậy em khuyên anh là nên xăm luôn cha bên đây luôn. Có cha mẹ, có mẹ. Dạ. Có cha chở anh đi học. Dạ. Mẹ thiếu chỗ luôn. Đó. Dạ. Thiếu chỗ mai mốt xăm tên vợ luôn á. Em anh, em thấy anh như thế nào? Em thấy anh về ngoại hình thì giống như em tưởng tượng. Rồi, cảm ơn. Dạ. Tóc thì không có xoăn nhưng mà vậy thì cũng ok. Em cười thử coi tỏa nắng không Thành? Em thấy cũng được anh Linh. Anh thấy em như thế nào? Thấy em hiền. Được. Dạ. Nói chung là lần đầu tiên thì không thể nào đánh giá qua cái lần đầu tiên được. Nếu đồng ý thì anh sẽ với em sẽ hẹn hò. Xa thì anh sẽ đi được. Một tuần anh sẽ đi hoặc 3 lần hoặc 4 lần. Nếu bạn em không tin, anh hứa với em. Dạ. Tại vì anh nói chuyện hơn cả Lâm. Nói thẳng. Tại vì bạn em mới nhìn anh, đánh giá anh là không thật thật. Mà anh dạ. Hứa với em. À, anh cũng thông cảm tại vì mấy bạn em... Bạn thân dạ, thôi mà, cho điểm em định ta phải vậy. À, anh suy nghĩ vai trò của một người vợ trong gia đình của anh là như thế nào? Người vợ thì hãy hiểu chồng trong công việc. Vậy thôi. Rồi biết lo lắng cho con, gia đình... Thì ok. Còn nói chung là người vợ thì làm đẹp thì anh không quan trọng. Anh thích cụ ủ cho vợ anh làm đẹp hơn nữa. Cái đó anh nói từ trong tâm anh. Dạ. Hồi nãy em nghe nói là anh có nấu cơm chay. Anh nấu cơm từ thiện mỗi tháng. Anh nấu tại nhà. Tại nhà. Anh đi phát với gia đình. Dạ. Bệnh viện hoặc những người bán cái số. Dạ. Đôi lúc thì em cũng tham gia... làm thiện nguyện. Bên nhóm bạn của em có một nhóm thiện nguyện hay đi phát quà cho mấy em thiếu nhi dịp trung thu hay là dịp tụ trường.
thì nói em chung, mong nếu có dịp thì em sẽ mời anh đi. Có 200 mấy chục phần anh đi phát cho những người nhà. Dạ, chị mình cũng có những điểm chung. Anh đi phát, nói chung là anh xách xe anh đi phát những người ngủ ngoài đường. Dạ. Người khổ 12 giờ anh mới đi. Nếu mà không có đồng ý thì đi với anh. Dạ. Bữa nào anh đi thư thử nằm đâu có nhận được phần cơm chay đâu. Dạ. Đây bánh trung thu anh Linh ơi. Thì bữa nào nằm đâu ngoài đường thì có bánh trung thu được tới. Anh qua khu vực cầu Kinh Tẻ được không? Nhà em khu bên đó. Dạ được. Thấy ai mà áo xanh xanh là em á. Lúc nãy em nghe anh nói là anh công việc kiểm hàng của anh á. Anh là quản lý. Dạ. Cho nên anh cũng tỉ mỉ trong cuộc sống. Đúng rồi. Vậy thì cái tỉ mỉ của anh có phải là anh soi mói từ ly từ tí? Không. Chỉ là bên tại vì làm cho công ty nước ngoài. Dạ. Phải rất là kỹ. Kỹ là coi thử có xâm kim hay cơ hàng có hư hay không. Nếu mà được mình phải đóng thùng để đi xuất khẩu đi cho Hàn Quốc. Nếu mà sai qua cái thì nó đền một lô hàng đó. Dạ. Thì anh có kỹ như đó thôi. Vậy đối với vợ anh có kỹ vậy không anh? Vợ anh hả? Anh không kỹ gì, anh nó thương vợ lắm. Nói chung là vợ biết lo chồng, lo hai bên, nội ngoại là được. Dạ. Bây giờ mình sẽ nói với nhau về cái chuyện lập nghiệp nè. Rồi về nếu mà cưới nhau về thì có làm dâu hay không? Chị Trong có làm dâu hay không? Rồi anh sẽ chăm sóc vợ như thế nào? Rồi nhà ở là mình ở chung hay ở riêng? Rồi bao lâu thì hoặc là nếu mà ở làm dâu thì bao lâu mình ra riêng? Nói chung á, nếu mà anh và em đến với nhau á, thì anh hứa rồi em. Mẹ anh không bao giờ cho ai còn làm dâu hết. Nhà anh 7 gia đình, 7 anh em, không ai muốn làm dâu làm rể hết. Mẹ anh cho ra riêng hết. Bây giờ ở quê anh thì anh có một cái nhà riêng rồi. Thì anh vô anh sinh sống ở nhà của công ty của em anh. Thì em thích về quê thì anh dẫn em về quê. Vẫn có, nói chung là về thì đi vô ở thôi. Dạ. Em thì quan niệm lấy chồng phải theo chồng. Nhưng mà hiện tại bây giờ em đang làm ở Biên Hòa, công việc thì chỉ em mới chuyển xuống khoảng 5 rưỡi thôi, cũng chưa có ổn định lắm. Em muốn là có thời gian để mình ổn định công việc, sau đó mình sắp xếp thời gian tìm hiểu nhau. Và sau đó thì hai đứa sẽ, nếu mà tiến xa hơn thì hai đứa sẽ suy nghĩ coi là mình nên ở đâu, công việc sắp xếp như thế nào. Nói chung bây giờ em thích ở đâu thì anh ở đó thôi. Dạ. Thì anh sẽ chiều em. Còn công việc của em bên kiểm giày thì Long An anh sẽ hứa với em, ông Hoa dạy hứa là em vô liền thì anh sẽ hứa tại Long An sẽ có nghề của em kiểm bên giày. Ủa, anh sẽ đi xin cực vậy anh, nhà mình có công ty mà, công ty nhà mà về kiểm chung là tiện luôn. Nhiều trời khi ơi thích về chung được. Ừ, nó về là tiện luôn chứ đi xin chỗ khác làm chi, hiểu không đó. Thì em thấy chúng mình tới đây là chừng nào mình tiến tới, em nghĩ sao? Dạ. Tùy vào mức độ quan cái sự tìm hiểu của hai đứa thôi. Cảm ơn. Em thì thời gian là không quan trọng, chỉ quan trọng là cái sự hòa hợp của hai người. Rồi, anh biết. Dạ. Anh sẽ cố gắng, nếu mà chúng mình hẹn nhau anh sẽ cố gắng đem hạnh phúc về em. Dạ. Anh hứa. Cảm ơn. Rồi. Anh hứa là Nam Thư là anh Hiền Linh. Rồi. Dạ. Thường quá. Hứa đi, hứa sao? Nếu mà chúng em đến với nhau bữa nay thì em sẽ đem hạnh phúc với cho bạn gái. Em không bây giờ em để cho bạn buồn. Dạ. Cảm ơn em. Thay mặt những người đàn ông, cảm ơn em đã chăm sóc như thế. Dạ. Những gì mình nói nó nằm ở trên truyền hình cả đời luôn. Dạ. Hứa làm được là phải làm. Dạ. Ha. Anh tin những điều đó ở em. Dạ. Bởi đây một người đàn ông từng trải rồi. Nhìn ba mẹ của bạn Thạnh, anh đã hiểu điều đó. Yeah. Anh tin rằng em sẽ đem hạnh phúc đến cho Trong. Ha. Còn quyền quyết định vẫn là của Trong. Nào, chúng ta hãy bắt đầu đến với giây phút quan trọng. Xin tất mời cả gì mình nói, đã nói hết rồi. Vấn đề Trong, em là quyết định. Hãy nhắm mắt lại kiểm tra xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Em có tin vào tất cả những điều anh này nói hay không? Nút bấm đang ở trong tay của em. Quyền quyết định là của em. Và hai anh chị sẵn sàng nha. 3 2 1 Hết thời gian. Đẹp, rất đẹp. Ô, chúc mừng anh chị. Dạ, em mời chị. Mời anh. Đẹp lắm. Vui quá à. Nắm tay đi Thành.
Anh tin rằng có ba mẹ của Thành ở đây, có em Thành ở đây, có gia đình Thành ở đây, Thành sẽ làm đúng những gì mình đã hứa. Dạ. Bây giờ mình chắc chắn là gia đình của bạn Trong cũng theo đang dõi xem chương trình. Dạ. Và em hứa gì với gia đình của bạn Trong đi? Con hứa là gia đình với bạn gái, con sẽ đến với Trong, con sẽ lo lắng cho từ đây về sau, con không để cho Trong buồn và khổ. Rất đẹp. Trong nói gì với hai bác đi Trong? Dạ chào hai bác. Con sẽ hứa là con sẽ đối xử chân thành với ảnh. Nếu mà là đến tiến tới được hôn nhân, con sẽ chăm sóc gia đình cũng như chăm sóc ảnh, cũng như chăm sóc hai bác thật tốt. Đẹp lắm. Anh nghĩ rằng các bạn đủ để hiểu đây là một cái cuộc hôn nhân sắp tới. Làm gì để nuôi dưỡng cuộc hôn nhân đó, làm gì để chúng ta có thể giữ được cái tình yêu đó. Các bạn dư sức làm điều đó mà ha. Hãy chân thành với những lời nói của mình. Yeah. Và đặt nụ hôn đầu tiên. Sau khi bấm nút. Xin phép. Dễ thương. Dễ thương lắm á. Ha. Chúc hai bạn sẽ sớm thông báo tin vui chúng tôi. Yeah. Tôi đã nói rồi, ở đây trên hai chiếc ghế này có những cặp là sau một tuần đã đăng ký kết hôn, có cặp là 2 tuần, 3 tuần, có cặp là 1 tháng, thậm chí là có cặp vài tháng sau đã đăng ký và quay trở lại với một em bé đang bế trên tay. Tôi rất hạnh phúc khi mà đón chào các bạn quay trở lại nha. Đây là chiếc vé xem phim của Cùng Đạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Một cặp gối của công ty cao su Vinacatex và một phiếu giảm giá Vinacatex 50%. Và xin gửi tặng đến anh chị, đây là chiếc máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Aladdin Pháp. Cái đó để bạn nhập khẩu từ Thái Lan, bảo hành và đổi mới trong năm đầu, tổng giá trị lên tới 7 triệu đồng. Đây, em gửi anh. Một món quà của Việt Nam, cacao mật của đất. Hy vọng là tình yêu của các bạn nó sẽ ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Nha. Và đây là một chiếc và đây phần quà dành cho hai anh chị là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ dành cho gia đình Việt. Và chiếc TV này sẽ ở trong nhà của hai anh chị nếu như hai anh chị tiến tới hôn nhân. Dạ. Một lần nữa em xin chúc mừng hai anh chị. Em cũng chân thành cảm ơn chương trình đã cho em gặp được Trong bữa đây. Dạ, dạ. Cảm ơn anh. Lo cho chị em cho tốt nha. Dạ. Ừ, không là em xuống thêm kiếm á. Thôi. Còn hoa nữa hả? Trời, quà quá trời quà. Đây. Chị ơi, về mặt đi tập yoga nè. Dạ. Chiếc này á, để mình dành cho cái ngày đăng ký kết hôn đó ha. Đẹp lắm á. Giữ lấy nha Trong nha. Dạ dạ. Giữ lý nha Thành nha. Dạ. Trời ơi. Cái thôi, này... anh cầm đi, anh cầm thôi, phụ đi. Cái này anh... Sao vậy? Anh cầm cái bịch dưới kia, để dưới kia sẵn một bao dưới. Dạ dạ. Rồi vậy chị đi trước ra đi. Ra phát dạ. Cho. Đây này anh. Cái này nó đông hai rồi thôi. Ơi, người không biết tới hàng chị đấy. Tóc ngắn, mắt to. Tóc ngắn, mắt to. Rồi, được. Rồi là người phụ nữ của gia đình. Ngắn có ngắn, to có to. Phụ nữ gia đình. Anh thấy có đó. Sạch sẽ thơm ngon. Em biết nấu ăn á anh. Biết nấu ăn. Rồi, gì nữa? Em chỉ đơn giản vậy thôi. Điều gì em không thích ở người bạn nữ? Dạ không thích là xăm mình. Xăm. Không có xăm. Hay ngồi lê tán phép ạ. Ngồi lê tán phép có không? Dạ không. Không có. Chỉ vậy thôi. Vậy thôi đơn giản. Rồi bây giờ tôi hỏi là bên kia nè, là bây giờ chừng nào tiến tới hôn nhân được? Dạ khoảng 2-3 tháng gì đó chị. Cái gì 2-3 tháng? Chưa khắc phục được cái vụ dơ ai cưới. Vậy thì em sẽ cố gắng một ngày em tắm một lần ạ. Rồi cưới xong về ở đâu? Dạ ở công ty cũng được chị. Em đang ở công ty ạ. Em tên là Nguyễn Hoàng Thiện, biệt danh của em là Alex Còi. Năm nay em 29 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Lâm Đồng. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn nguồn gốc của em là ở ngoài Nam Định. Công việc hiện tại của em là trưởng phòng giao hàng. Rồi, mời bạn nữ. Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt ở trường quay ngày hôm nay. Xin chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường. Em tên là Nguyễn Thị Bích. Năm nay em 25 tuổi. Hiện em đang là giáo viên tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Nguồn gốc của Bích ở đâu? Dạ em quê gốc ở Quảng Ngãi nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở Lâm Đồng luôn ạ. Rồi. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì?
Dạ, về ưu điểm thì em được bạn bè nhận xét là một người hòa đồng, dễ thương, thân thiện, là một người biết lắng nghe, chia sẻ và yêu thương gia đình. Khuyết điểm của bản thân thì em hơi nhút nhát, ít nói chuyện thì cũng không có được thu hút người khác lắm. Thường thì em không có gây ấn tượng với các bạn hoặc là người đối diện qua cái lần đầu tiên gặp mặt ạ. Rồi ngoài ra thì cái chiều cao của em cũng là một cái hạn chế của em hả? Cao bao nhiêu? Dạ, em 1m52. Mà là bình thường. Dạ, mà may mắn cho em hơn nữa là em chơi trong các hội bạn thân hay là những người thân của em, người quen của em thì toàn là chân dài tới nách không à chị? Đó là tại xung quanh thôi chứ còn thật ra em chị thấy rất là vừa vặn. Dạ. Hôm nay vậy là hợp á, bên đây cũng hợp với em rồi về chiều cao rồi đó. Bên đó là sao? Cao nhiêu? Dạ, em cao 1m65 chị. Được rồi, vậy là xứng rồi. Gái 50 mấy, trai 6 mấy là được rồi. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là biết chơi thể thao như là bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, đua xe. Hả? Chỉ có đua xe nữa? Dạ. Đua xe gì? Dạ, đua xe đạp chậm ạ. Được, phải nói rõ. Khuyết điểm là gì? Dạ, khuyết điểm của em là hơi nhút nhát và hay ngoáy mũi, khạc nhổ lung tung. Cái gì? Trời ơi, ghê vậy? Thiệt không nghe anh? Dạ, thiệt. Cái này là phải coi lại chứ không được nha. Chị qua coi đi chị. Dạ, cái này cũng nó thành không? Cái tật ra. Ngoáy mũi hả? Dạ. Ngoáy sao ngoáy coi? Dạ, ngoáy như thế này chị. Anh ơi, anh ngoáy cái ngoáy trước mặt mọi người không anh? Đừng có kêu nó khạc liền á. Dạ, em có khạc trước ở dưới đã. Hả? Khạc dưới phim trường của người ta, khạc dưới rồi mới lên đây hả? Không, em vào cái chỗ khuất khuất em khạc á chị. Trời ơi, khạc ông khạc ngoài đường, người ta còn quét dọn, ông chung trong kẹt, ông khạc. Khạc được. Ở phim trường người ta khạc ở ngoài, mất quá người ta còn lao được. Không có khạc ở đâu, ở ngoài đường luôn. Trời phải ơi. Đúng vị trí. Kìa, dính giấy trên mặt kìa, khạc rồi lao chùi rồi, dính cái mũi hay gì vậy? Bên má bên đây nè. Đây chắc, nè, đó. Chắc nó dính cái gì á chị? Đó, dính cái gì? Có cái gì đó. Dạ, giấy ạ. Luôn. Ghê quá. Trời ơi. Cái tật này phải bỏ nha. Không dạ. Khạc nhổ ngoài đường. Có bởi sạch sẽ à, không? Khạc nhổ dạ, đúng nơi quy định. Em cũng sạch sẽ chị. Bao mấy bữa mới tắm bữa? Dạ có thể 3 ngày tắm một lần ạ. Thôi tôi về. Thiệt không em? Dạ thiệt ạ. Trời ơi. Trời ơi thiệt luôn hả? Tôi tưởng giỡn nó thiệt hả? Dạ thiệt chị ơi. 3 ngày tắm một lần? Cũng có thể 2 ngày hoặc 1 ngày ạ. Ủa tại sao vậy em? Tại sao không tắm? Tắm mất dạ, 5 phút ạ. Ví dụ như trời mà nó lạnh thì là em sẽ lười tắm ạ. Em ở chỗ nào mà trời lạnh? Dạ em ở, nếu mà ở nhà thì có thể một tuần em tắm lần. Hả? Ở trên Lâm Đồng á hả? Dạ. Tuần tắm lần. Dạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh 3 ngày tắm lần. Thành phố tùy thời tiết nữa, nếu mà nóng thì một ngày một lần. Rồi bây giờ nếu mà lạnh thì là 2-3 ngày một lần. Thành phố làm gì có lạnh. Nhưng mà trước khi tới đây tắm chưa? Tắm chưa? Dạ tối qua em tắm một lần rồi, sáng nay em đi em tắm thêm lần nữa rồi. À. Hay quá. Đỡ hàng chi. Nhưng mà sao kỳ vậy, cái tật là phải mấy ngày mới tắm lần hả? Không, tại vì em lười tắm. Lý do tại sao lười em? Lý do sao? Dạ em cảm giác mà bước vào phòng tắm nó hơi có sợ. Sợ gì em? Sợ nước lạnh. Thì có được nóng. Mai mốt, mai dạ, mốt có nếu có người yêu thì anh có xiên tắm hơn không ạ? Lại lạnh. Bạn gái hỏi gì kìa? Dạ. Mai mốt nếu anh có người yêu thì anh có xiên tắm hơn không anh? À có người yêu thì nếu mà nhắc thì mình sẽ đi tắm. Phải nhắc nữa hả? Rồi lý do sao mà em Alex còi? Dạ tại vì em thích đá banh á, xong em thích ngài Alex Cuson của huấn luyện viên của MU anh. Ừ. Xong tính của em cũng giống ngài Alex á, nên là mọi người gọi em là ngài Alex. Ủa ngài Alex cũng không có tắm hả sao? Dạ không, ý là quyết đoán trên sân cỏ chị. À chị tưởng là ngài Alex cũng 3-4 ngày mới tắm lần. Cuộc đời mai mối của tôi lần đầu tiên gặp ca này. Nó gọi là có sở thích đi đá banh mà sở thích không có tắm nữa. Trời ơi. 2-3 ngày phải tắm lần chắc mệt lắm à. Nói vậy thôi chứ có bạn gái, có vợ thì cứ phải tắm thường xuyên nha. Ủa dạ. em vậy tình trường của em sao em? Dạ em chưa trải qua mối tình nào chị ạ. Hèn chi. Lý do tại sao em chưa có mối tình nào? Dạ lý do chắc là em trúng độc hoa tình á chị. Ủa là sao em? Dạ chắc là không nhút nhát gái với lại là em giống như kiểu hay xem phim kiếm hiệp của Dương Quá với cô á. À.
thì có cái độc hoa tình gì mà dính vô là không có biết yêu đồ á chị. À, coi như là người lãnh cảm luôn á, phải không? Tại đâu, nó tóm lại là ít tắm mình không có bồ thôi. Đúng rồi. Về tắm đều sẽ có bồ, chắc chắn vậy luôn. Bạn gái nãy giờ em nghe bệnh như vậy em cảm thấy sao? Hoang mang quá hả cưng? Dạ em thấy hoang mang quá, anh không biết có phải do anh tính anh hài hước nên như vậy không? Không không, nó này không tắm thiệt chứ, nãy chị cũng tưởng hài hước chị về mà không, nó không tắm thiệt chứ hài hước gì. Hoang mang quá chị ơi. Rồi thôi, cái chuyện đó lát tính sau đi. Dạ. Bây giờ tình trường của em sao? Dạ em chưa có mối tình chính thức nào hết, nhưng mà em đã tìm hiểu hai người rồi. Nhưng mà sau thời gian tìm hiểu thì có những cái không hợp cho nên là không có quen nữa, không có chính thức quen ạ. Sao vậy? Mình đưa ra tiêu chí cao quá hay sao em? Cái mẫu người bạn trai của em như thế nào? Dạ, mẫu người bạn trai của em thì về ngoại hình thì cao 1m65 trở lên. Rồi, được, chuẩn. Có óc hài hước chút. Anh này chắc dư rồi. Cái này nó không phải hài hước, cái này thiệt. Cũng hài hước lắm á. Rồi sao nữa em? Rồi cũng là người biết lắng nghe, chia sẻ và quan tâm gia đình ạ. Tức là thường thì con trai mà thương gia đình thì cũng thương người yêu hoặc là thương vợ tương lai của mình. Rồi, có điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ, em không thích bạn trai bụng bự. Rồi, không có bụng bự. Ở dơ. Không biết là cái này anh có sửa được không ạ? À? Nếu mà tình yêu đủ lớn thì anh sửa được hết. Nếu tình yêu đủ lớn, anh hứa anh sẽ tắm mỗi ngày. Bạn này không có tình yêu chắc thúi luôn á. Một chút á, tâm sự mà nếu được không được thì em phải bắt hứa thề trước bao nhiêu mọi người cái vụ tắm mỗi ngày. Đúng rồi chị, một ngày ít nhất một lần. Thì ít nhất ngày một lần, đúng rồi. Trời ơi, đi cả ngày trời thì thành phố nóng nực, mồ hôi, mồ kê, tùm lum tà la, bây giờ em nói cho anh đi, em muốn tìm bạn gái như thế nào? Dạ, em muốn tìm bạn gái chiều cao trên 1m53, ưa nhìn. Nãy đây ta nói 52 rồi. Ơi, người không ý tứ gì hàng chí ế. Tóc ngắn, mắt to. Rồi, được. Rồi là người phụ nữ của gia đình. Ngắn có ngắn, to có to. Phụ nữ gia đình, anh thấy có đó. Sạch sẽ, thơm ngon. Em biết nấu ăn á anh. Biết nấu ăn. Rồi, gì nữa? Em chỉ đơn giản vậy thôi anh. Điều gì em không thích ở người bạn nữ? Dạ, không thích là xăm mình. Xăm, không có xăm. Hay ngồi lê tán phét ạ. Ngồi lê tán phét có không? Dạ không. Không có. Chỉ vậy thôi. Vậy thôi, đơn giản. Rồi bây giờ tôi hỏi là bên kia nè, là bây giờ chừng nào tiến tới hôn nhân được? Dạ khoảng 2-3 tháng gì đó chị. Cái gì 2-3 tháng? Chưa khắc phục được cái vụ ở dơ ai cưới. Vậy thì em sẽ cố gắng một ngày em tắm một lần ạ. Rồi cưới xong về ở đâu? Dạ ở công ty cũng được chị. Ủa? Em đang ở công ty ạ. Công ty là sao? Rồi sao không ở nhà mà ở công ty? Công ty thì cấp cho cái phòng ở đó hả? Dạ đúng rồi anh. Nhưng mà người ta có cho một mình em, người ta có cho vợ của em ở không? Cái đấy chắc có em. Hả? Chắc có. Rồi còn bao lâu thì em mới có thể có cái nhà riêng cho hai chồng ở được? Em có nhà rồi anh, nhưng mà em cho thuê rồi. Có nhà riêng rồi, cho thuê ở công ty đỡ tốn tiền. Có nhà riêng là ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở trên quê trên Lâm Đồng? Ở thành phố Hồ Chí Minh em. Quận mấy em? Dạ quận Bình Tân ạ. Quận Bình Tân, được không em? Quận nào cũng được rồi, có ở nhà của mình. Dạ. Là được rồi em gái ha. Dạ. Ha. Anh này thực chất á là anh dễ thương lắm. Dạ. Nói thôi chứ không có dơ đâu. Nó dạ. Hồi chút thôi. Nói chung là về mình sửa được anh. Giống như anh nói là tình yêu đủ lớn thì đúng có rồi. Thay đổi về nhau. Nhưng mà nhóm em có thể cải hóa được anh này là ngày tắm một lần, hai lần không? Chắc là phải cam kết, có cam kết gì đó. Yên tâm gì đó không? Dạ, giống như là không thực hiện thì sẽ bị phạt cái gì đó. Anh sợ phạt thì anh sẽ làm theo. Tắm không nhau chung, đơn giản vậy thôi. Đúng rồi. Em không thích tật xấu gì của người đàn ông? Dạ, em không thích tính gia trưởng. Đây chắc không gia trưởng thôi. Tắm nó còn tắm mà gia trưởng gì. Anh chơi thể thao thì được rồi. Chơi thể thao nhiều. Chơi nhiều, mồ hôi đổ nhiều lắm. Gì nữa? Như em run quá em quên rồi. Em có ngại làm dâu không? Dạ em thì không ngại làm dâu. Em nghĩ là làm dâu thì giống như mình có thêm một người cha, một người mẹ nữa. Rồi chẳng hạn như là mình làm dâu mà về có bỡ ngỡ thì mẹ chồng của mình cũng từng làm dâu thì mình không biết cái gì mình có thể hỏi. Đúng rồi. Nhưng mà sao không thích đàn ông bụng bự?
Tại vì em thấy đàn thường bụng bự em nhìn có vẻ không được khỏe khoắn lắm hả? Bụng bự ta cũng khỏe lắm chứ bộ. Bụng bự đẹp không? Dạ đó là quan điểm của em thôi, còn tùy người khác ạ. Bảo đảm đi, ai cũng nói muốn eo thon, lấy chồng chừng 5-10 năm là bụng nó tự nhiên bự lên. Phát tướng đúng không anh? Phát tướng đúng rồi. Dạ. Ha? Phát tướng là phát tài đó cưng. Phát tướng phát tài. Thì lấy vợ về rồi mới phát tướng. Được rồi. Bây giờ em, hôm nay em ở Lâm Đồng em mà. Dạ có. Huyện nào vậy em? Hả? Ở Lâm Đồng em ở huyện nào á? Dạ em ở thành phố Bảo Lộc ạ. Vậy thì cũng gần nhà của ba mẹ anh á. Dạ anh ở đâu ạ? À, Di Linh. À Di Linh. Dạ cũng gần ạ. Vậy là rồi. Hợp lý rồi. Hôm nay bạn trai đi với ai? Dạ em đi với anh chị họ với đồng nghiệp ạ. Rồi cho gặp bên nhà trai ạ. Đại diện gia đình đi. Rồi chào em. Dạ em chào chị Cát Tường, chào mọi người ạ. Thực sự lúc mà Thiện nói cái chuyện ở dơ ấy thì Thiện có ở dơ thật, nhưng mà đàn thanh niên mà em không nói trước được cái chuyện, nhiều khi là nhiều bạn thanh niên thì tính kỹ tính, những người kỹ tính thì người ta ở thường là rất là sạch sẽ, còn Thiện thì tính rất là dễ. Mà nói chung trong công ty thì Thiện là người công việc là làm rất là chu đáo, mỗi đúng là cũng thực sự là có một cái tính hơi ở dơ một chút. Nhưng có mà khi nào trong công ty mà bốc mùi và ảnh hưởng những người xung quanh không? Cái chuyện đó là không có, tại vì trong công ty luôn luôn có người giúp việc rồi. Và thì còn quần áo thì Thiện luôn giặt sạch sẽ lắm, nhưng chẳng qua là để vài ngày mới giặt một lần thôi, chứ không đến nỗi mà như Thiện nói đâu em ạ. Còn cái tính mà ở dơ thì chủ yếu là sau này em lấy vợ lấy chồng về thì người phụ nữ là cái người mà có thể cải thiện được cái chuyện đó, nó hết sức bình thường. À, chị thấy là hai em là có một cái lợi là đều ở Bảo Lộc Lâm Đồng rồi, thì bố mẹ Thiện thì sinh được Thiện là lớn với một em gái cũng đang học đại học đây vừa xong cũng đi làm rồi, Thiện nhà cửa có đầy đủ ở Hồ Chí Minh rồi. Thế cho nên là chị nghĩ là Thiện 29 tuổi rồi, cũng đến lúc mà cái tuổi cứ kết hôn thì chị thấy em rất là xinh xắn, trắng trẻo, mà chị thấy có vẻ là hợp với Thiện. Thì chị nghĩ là chị sẽ phải mất một chỉ vàng rồi. Bởi vì là chị có hứa với Thiện là nếu mà em lấy vợ thì chị sẽ tặng em một chỉ vàng. Thế có nghĩa là chị mất thật rồi Thiện ạ. Em tưởng một em cây chứ. Cái mình đi với ai? Tưởng là một cây kìa. Dạ em đi với hội độc thân nhà em ạ. Hội độc thân, rồi cho chị gặp hội độc thân bên nhà gái. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, em chào anh cùng chơi và chào tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em xin tự giới thiệu, em là em cùng phòng với chị Bích ạ. Bích nhà em thì ở nhà là một người rất là hiền lành, rất là dễ thương. Có một cái là Bích rất là xinh tắm, dạ, rất là sạch sẽ và cầu toàn trong mọi việc đó. Nên là thành ra rất hơi khó. Dạ. Nói về anh cùng chơi thì em thấy anh là một người khá vui tính, khá dễ thương, và em nghĩ đạt 85% của Bích rồi. Em mong sau chương trình thì hai người cho nhau cơ hội, em thấy khá hợp nhau. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ gặp mặt nhau ha, mình cải thiện cái vụ đó nữa là xong rồi đó, chị thấy bây hợp rồi đó. Chúng ta sẽ kéo hàng rào này, kéo cho hai rào. Người gặp nhau. Bắt đầu. Chào em. Dạ, chào anh. Có món quà tặng em không? Dạ, em cảm ơn ạ. Ủa, ý nghĩa món quà cái gì vậy em? Dạ, cái hoa này là em tự trồng. À, ủa vậy dạ, hả? Và cái chai nước hoa thì em cũng tự làm luôn ạ. Ồ, hoa tự trồng. Em tự làm cái vỏ hay làm cái ruột luôn? Dạ em hái hai hoa ở vườn nhà xong em ra tiệm cho người ta gói ạ. À, nhưng mà hoa này em trồng ở đâu? Thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ. Ồ, trồng bông hồng được luôn hả? Dạ em trồng ở trên sân thượng. Hay quá ha. Vậy là còn cái nước hoa kia kìa. Cái nước hoa là em tự làm. Làm bằng gì? Dạ em, tại vì em làm ở công ty hương liệu á nên em cũng biết pha chế nước hoa. À hay quá. Hay. Như vậy là có thể là khỏi mua nước hoa được đó. Dạ, đúng rồi anh. Vậy đó là rồi. Mặc dù ở dơ nhưng không có bốc mùi. Tại vì tự chế được cái hương liệu đặc biệt cho bản thân. Thứ dòng mà 3-4 ngày không tắm nó xịt dầu thơm dữ lắm. Có gì nữa không? Thể hiện luôn đi em. Chị thấy có cái gì trên bàn nữa kìa, em làm luôn cho. Dạ ngoài ra em còn biết chơi một số nhạc cụ âm nhạc thì hôm nay em xin thổi một khúc sáo để cho bạn gái nghe ạ. Rồi, xin mời em.
Đừng rung anh. Dạ được rồi ạ. Mới tập hôm qua đó, thông cảm nha. Rồi bây giờ ta bắt đầu câu chuyện đi. Các bạn cảm nhận về nhau thế nào? Em thấy anh sao? Dạ em thấy anh khá là hài hước. Về ngoại hình thì chắc là giống như những gì em nghĩ ạ. Anh thì thấy em rất là dễ thương, dạ, trắng. Đúng không? Với lại cùng quê nữa thì đám, dạ, cưới nó chắc cũng nhanh. Dạ. Đám cưới thì phải hứa cái vụ kia. À, hồi nãy em có nghe anh nói là 1-2 tháng là cưới mà sao em nghe gấp quá vậy anh? Cái đó là anh nói hài hay sao ạ? Không, anh nói thật đấy chứ. Sao mà mình gấp vậy ạ? Tại vì không thì lâu hơn cũng được, tùy à. Nếu mà đã tìm hiểu rồi mà mình thích là mình làm thôi. À dạ. Tại vì theo em thì hôn nhân là phải dựa trên cái gì đó mà mình phải suy xét kỹ lưỡng, tìm hiểu nhau kỹ nhau thì mình mới nên tiến tới hôn nhân ạ. Cho nên là nếu mà anh nói 1-2 tháng thì hơi gấp quá. Em nghĩ là mình nên cho thời gian tìm hiểu để mình hiểu tính của nhau, hoặc là có những cái gì đó mình có thể dung hòa được với nhau ạ. Đúng rồi. Dạ. Thì bữa nay lên đây thật là anh cũng hơi run, tại vì anh hơi nhát. Em cũng nhát nữa, anh đừng nhát nữa. Thì nếu mà hẹn hò thì em thích đi những nơi nào? Dạ em thường đi cà phê hoặc là đi xem phim, và em cũng thích đi du lịch nữa. Em đi du lịch bằng xe máy hay là đi bằng... Dạ em thích đi bằng xe máy ạ. Đi bằng xe máy thì dạ, cũng được. Anh cũng hay đi du lịch nhưng mà anh đi bằng máy bay không ạ? À anh đi bằng máy bay ạ. Anh book vé em đi là em đi chung luôn. Dạ đúng rồi. Lần sau là book vé đôi nha anh. Được ạ. Quan điểm về hôn nhân gia đình, quan điểm về hôn nhân gia đình của em như thế nào? Dạ thì giống như em nói ban đầu thì mình nên tìm hiểu nhau kỹ để mà hiểu nhau rồi mình mới tiến tới hôn nhân ạ. Và anh có, tức là anh có khi mà yêu thì anh có thói quen là như là giám sát người yêu mình quá không ạ? Tại anh chưa yêu lần nào nên em cũng không biết là giám sát người yêu đâu. Dạ. Tại vì yên tâm. Anh gái hát tặng chàng trai một đoạn bài hát nào đó. Thiệt ra em hát cũng không có hay rồi, chỉ là hay hát thôi. Nhưng mà em cũng xin gửi đến quý vị khán giả và hai MC bài hát Hồn Quê. Em theo anh qua những cánh đồng thơm lúa Việt Nam, nơi bao năm xa cách tương tình hôm nay lớn dần. Lòng buồn giờ giờ xa xăm, gợi lại kỷ niệm khói, trong khói lâm ban chiều và mái tranh thua còn nằm môi. Cây mẹ che bóng mát môi, chiều ta đứng chờ nhau, như âm xưa như lá sông lại bên giây phút đầu. Lời nàng ngọt ngào cho nhau, tình nào hò hẹn mãi sau, thôi hãy xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lắng sâu. Mỗi một tuần chúng ta gặp nhau mấy lần, các bạn thôi trao đổi luôn đi. Thời gian rảnh của anh là khi nào ạ? Là anh rảnh buổi tối từ thứ hai tới chủ nhật luôn. À từ thứ hai tới nhật, còn ban ngày thứ bảy chủ nhật anh không rảnh ạ? À thứ bảy chủ nhật thì anh rảnh nguyên ngày. À vậy chắc em bận hơn anh rồi. Tại vì em là giáo viên tiếng Anh nên là thường cái giờ trung tâm thì nó hơi khác một chút xíu. Là em dạy cũng... ở trung tâm nào? Dạ em dạy trung tâm ở Tân Bình ạ. Dạ cũng trung tâm tiếng Anh nhỏ thôi ạ. Và em có làm bán thời gian nữa. Thì thời gian em dạy cả ngày thứ bảy luôn ạ. Tức là em rảnh chiều chủ nhật và các buổi tối khoảng từ 7 giờ. Em cũng rảnh buổi tối ạ. Thì buổi tối mình hẹn hò được. Dạ. Thì anh có thể làm học trò tiếng Anh của em được không? Dạ em thì không có giỏi tiếng Anh, với lại có cô giáo tiếng Anh đây rồi anh. Giỏi mới đi học. Vậy thì em dạy anh ok. Dạ, miễn phí. Dạy vài câu đi. Tình yêu là như thế nào? Anh biết nói anh thích em như thế nào? I like you. Yeah, I like you.
À, cho này dạy được á anh Linh. Dạy anh ấy một câu là anh sẽ yêu em đến suốt cuộc đời. I will love you. You forever. Forever. I will love you forever. Nói nguyên câu đi. I will love you forever. Thật hay. Rồi bây giờ mình tỏ tình sao nó lãng mạn hay chút xíu. Đó là phải lồng ghép cái sự tỏ tình cùng với lời hứa hẹn mình sẽ tắm mỗi ngày đó. Để quyết định bạn gái có bấm nút hay không. Để em hát một bài chị. Hát một bài. Dạ. Rồi. Cháy lên đi lửa thiêng, cháy mãi cho bóng em hiện ra. Giữa ngọn lửa em trao bầu rượu, em trao lời nói. Nhớ mãi, nhớ lời nói. Lửa cháy rượu đắng ngày nào. Còn đàn chim chư rao bay qua dưới bầu trời. Còn dòng sông ruông pa trôi qua dưới mặt trời. Còn yêu em anh, còn yêu em mãi người ơi. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thủ tục nha. Mời dạ. Bạn để tay nút bấm. Đây. Chưa có hứa đó nha. Dạ anh hứa trước đây rồi. À, anh hứa là sẽ tắm thường xuyên. Thường xuyên là sao? Không, thường xuyên là mỗi tháng hay là bây giờ trước mắt mọi người em nói là đi ha. Mỗi ngày anh sẽ tắm một lần trở lên. Không, bây giờ dạ. Nè em phải nói dạ. Bắt đầu từ hôm nay có em rồi, anh hứa trước mắt mọi người, trước hai bên gia đình dòng họ anh sẽ như thế nào đó, nói câu dài dài. Đúng rồi. Hôm nay trước mặt khán giả thì anh xin hứa là sẽ tắm nhiều hơn một lần một ngày. Rồi, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Được rồi ha. Đây. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. Chúng ta đã trò chuyện để phần nào hiểu được nhau, nhưng quyết định bấm nút là để hẹn hò, để tìm hiểu và tiến tới hôn nhân, không phải bấm nút để chơi, không phải bấm nút chỉ đi xem phim, uống cà phê rồi thôi các bạn nha. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm đó. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Nắm tay nhau đi hai bạn. Vẫn như thường lệ, truyền thống của bạn Nguyễn Hò là hôn nhau sau khi bấm nút. Chưa yêu lần nào phải hôn từ từ, lâu lâu. Cảm nhận, cảm nhận. Chưa yêu lần nào mà hôn phải cảm nhận xem nụ hôn như thế nào rồi. Nhắm mắt báo lại cho người biết nha. Từ từ, đúng rồi. Đúng rồi, coi cảm nhận thế nào, bắt đầu. Từ từ thôi. Từ từ, để yên. Để yên, hít vô, sâu vô. Sâu vô. Rồi. Thấy sao? Thấy tim nó run run. Với lại nó thơm thơm cái mùi mỹ phẩm. Thơm thơm mùi mỹ phẩm. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc nha. Đây là chiếc vé xem phim của cùng đập Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây quà tặng dành cho hai bạn là một phiếu quà tặng trị giá 1 triệu đồng đến từ thương hiệu thời trang Couple TX toàn quốc. Và đây quà tặng dành cho hai bạn là máy nước nóng hiệu Senton, để bạn gái cầm đi. Và đây quà tặng dành cho hai bạn là máy nước nóng hiệu Senton. Máy nước nóng hiệu Atlantic với tổng phần quà trị giá 7 triệu đồng. Đây là một phần quà đặc biệt. Nhãn hàng UBC TV, đỉnh cao công nghệ Smart TV, trị giá 9 triệu đồng sẽ thuộc về các bạn nếu như các bạn đồng ý kết hôn. Hy vọng rằng với những món quà này nó sẽ có thể giúp bạn thêm những cái niềm vui trong cuộc sống và mong rằng các bạn sẽ sớm gửi tin mừng với tôi nha. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Rồi, hãy nắm tay nhau đi tìm hiểu nhau đi hai bạn. Rồi, bạn gái đi trước nha, bạn trai đi sau để đỡ nha.